yêu đương. He tôi. Hôm nay bên ta bỏ lại lời này. Coi như là bị người đánh chết, đánh què chân. Cũng sẽ không làm đối tượng trong tần số nữ. Tiểu thuyết máu chốt. Siêu phàm thế giới ta chỉ có thể xuyên qua đến nữ tầng thế giới không đạn cửa sổ. Siêu phàm thế giới ta chỉ có thể xuyên qua đến nữ tầng thế giới TXT toàn tập đao loa. Siêu phàm thế giới ta chỉ có thể xuyên qua đến nữ tầng thế giới mới nhất chương đọc. Chương 1 xuyên qua nữ nhiều lần bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một xuyên qua nữ tần vương gia vương phi đã quỳ ngoài cửa ba ngày rồi hả đồ chơi gì ngài xem có muốn hay không không phải anh chờ một chút phương hành ông đầu có chút không rõ trước mắt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì chính mình rõ ràng ngay tại an tâm ngủ như thế nào liền trước mắt nhoáng lên đột nhiên bị người gọi thành vương gia. Phương Hành có chút mê mang ánh mắt, hiển nhiên là để vừa mới nói chuyện tổng quản có chút hiểu lầm, cho rằng vương gia đều đã quên chuyện này. Vương gia, ngài không phải nói vương phi nhận sai sao, vương phi đã quỳ ba ngày rồi. Vậy cô ấy nhận lầm rồi sao? Cô ấy nói ngài là một sát bút. Lúc tổng quản nói những lời này thanh âm rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này vẫn nghe được rất rõ ràng phương hành vỗ vỗ đầu hỗn loạn suy nghĩ để cho hắn cũng không biết chính mình vừa mới nói cái gì dù sao chính mình trên một giây ký ức vẫn là ở trên núi gánh nước chọn một ngày vừa mới nghỉ ngơi hiện tại liền không hiểu xuất hiện ở nơi này bất quá cho dù có chút hồ đồ nhưng là bị người mắng chuyện này hắn là nghe thấy ai mắng ta ách vương phi của ngài tổng quản nhìn vương gia có chút mờ mịt lập tức trong lòng không khỏi có chút khẩn trương Vương gia làm sao vậy? Buổi trưa vẫn là một người tốt, hiện tại như thế nào nói lời trước không đáp lời sau. Chẳng lẽ là bởi vì hai ngày nay thời tiết dần lạnh, bất tri bất giác phát sốt. Vương gia, ngài không sao chứ? Ngài nếu cảm giác thân thể không thoải mái, liền mời mấy vị thái y lại đây nhìn một chút. Chậm hơn 10 giây, cuối cùng thần trí phương hành cũng rõ ràng hơn không ít. Về bản thân đến tột cùng là như thế nào tới, cũng đều nhớ lại chính mình thức tỉnh rồng đã hai năm rưỡi hệ thống rốt cục thành công khởi động, còn nói có thể giúp mình xuyên qua thế giới, tại chính mình đáp ứng về sau liền trực tiếp đi tới nơi này. Bất quá trước mắt cảnh tượng này, như thế nào cảm giác là lạ, lạ. Lập tức, Phương Hành trực tiếp ở trong lòng yên lặng nói. Hệ thống có ở đây hay không, chi một tiếng. Chi. Người đưa ta đến thế giới nào? Trước mắt thế giới. Hồn xuyên vương phi ta muốn tìm kiếm tình yêu của ta, Phương Hành lập tức vỗ bàn đứng lên. Đây là thứ đồ chơi gì? Một câu này căn bản trực tiếp đem tổng quản hoảng sợ, nhanh chóng trừng lớn hai mắt nhìn chung quanh. Dùng tốc độ nhanh nhất quét một vòng, cũng không phát hiện trong thư phòng nhiều ra cái gì chuột thanh trùng các loại không nên có đồ vật. Vương nghĩ tới vương gia hôm nay nói chuyện trước nói sau, trong lòng tổng quản không khỏi rung lên. Vương gia sẽ không bị thứ bẩn thiểu gì cuốn lấy chứ. Phương Hành tự nhiên cũng thấy được trạng thái không bình thường của quản gia bên cạnh, vì thế phất tay nói ra. Người đi xuống trước đi, lát nữa lại đến tìm ta. Tổng quản nhìn vương gia một chút, trong lòng cho dù muốn nói gì cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, lui về phía sau rời khỏi thư phòng. Vương gia nói một hồi lại đến tìm, vậy lúc này là bao lâu ai có thể nghĩ rõ. Biện pháp tốt nhất chính là một mực ở bên cạnh đợi, có tình huống gì tùy thời có thể đi vào thấy tổng quản rời đi phương hành trực tiếp gọi ra hệ thống ta làm sao lại đi tới thế giới này cái này nhìn tên cũng không phải ta muốn xuyên qua thế giới a thỉnh ký chủ an tâm một chút chớ nóng nảy ký chủ xuyên qua trước cũng không hỏi thăm tiếng về thế giới tin tức hệ thống nhận định ngầm đồng ý không phải đến rồi ta làm sao trở về a còn nữa sao anh chưa giới thiệu gì đã mang tới cho tôi hệ thống mặc định ký chủ đồng ý ký chủ tùy thời có thể trở về nhưng trở về không ban thưởng chỉ cần ảnh hưởng hoặc tham dự nội dung vở kịch liền có thể tích lũy nội dung vở kịch tăng cường thực lực bản thể hoặc tăng cường võ công nghe nói như thế phương hành yên lặng gật gật đầu mình thật sự cần điểm kịch bản này nhưng đây là kịch bản gì vậy tiểu thuyết nữ tần a chính mình một quý tộc độc thân hội đàm cái rắm yêu đương nói tên của thế giới này liền rời khỏi đại phổ. Bên ngoài quỳ cái này vương phi cư nhiên là cái xuyên thư, còn chuẩn bị tìm kiếm chính mình yêu. Mặc kệ nói như thế nào, bên ngoài cái này vương phi so với mình còn hiểu rõ thế giới này kịch bản. Phương hành sờ sờ chính mình cũng không tồn tại mũ, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Tham dự nội dung vở kịch hoặc ảnh hưởng đến hướng đi của nội dung vở kịch là có thể đạt được điểm, đúng không? vâng ta nếu là nói cho nàng biết ta cũng là xuyên việt giả đâu trước mắt thế giới nếu như công khai song phương thân phận nội dung vở kịch trực tiếp kết thúc không nội dung vở kịch điểm hỏi một vấn đề ta nếu là trực tiếp giết chết cái này vương phi có phải hay không tính hoàn toàn thay đổi nội dung vở kịch có thể đạt được bao nhiêu nội dung vở kịch điểm một chút nữ chính tử vong nội dung vở kịch kết thúc nội dung vở kịch hướng đi thời gian quá ngắn bởi vậy chỉ có thể thanh toán một điểm phương hành bất đắc dĩ che mặt không biết nội dung vở kịch ở loại thế giới này chẳng phải là tùy ý vương phi này đáng đo vậy mình làm như thế nào mới có thể xem như tham dự kịch bản đây hoặc là làm như thế nào mới xem như thay đổi kịch bản cái gì cũng không biết là khó làm nhất chính là nhất là loại thế giới căn bản không biết này chính mình cho dù là xuyên đến sinh hóa nguy cơ bên trong còn biết ông lấy alice đùi nhưng là thế giới này chính mình là cái gì cũng không biết a à. hệ thống tôi ở đây có thể cho tôi một chút kịch bản của thế giới này không cần xuyên việc trước sử dụng kịch bản điểm mua sắm mới có thể mở khóa phương hành hít sâu một hơi khó làm a à? hiện tại mình chỉ có thể đi một bước tính một bước từ tên sách mà xem chính mình đoán chừng là cùng cái này vương phi không đùa mới có kế tiếp nội dung vở kịch vậy thì bắt đầu từ chỗ này đi hơi động não một chút phương hành nhớ lại bộ thân thể này trong trí nhớ tổng quản xưng hô triệu tổng quản vào đi quản gia vẫn luôn ở ngoài cửa chờ vừa nghe vương gia nói chuyện lập tức đẩy cửa đi vào còn chưa mở miệng nói gì phương hành đã mở miệng hỏi trước về chuyện công chúa ngươi thấy thế nào tổng quản nắm bắt nửa ngày cảm thấy vương gia hiện tại nhắc tới vương phi hình như cũng không tức giận liền ỉ vào lá gan nói vương gia Vương Phi dù sao cũng là cưới hỏi đàng hoàng, tuy nói vẫn ngăn cản ngài cưới linh cô nương nhập môn, nhưng Vương Phi làm cũng là chuyện thường tình. Từ xưa hoàng gia đón bình dân, cũng không thể dùng đại lễ, dù sao sự tình liên quan đến mặt mũi hoàng gia. Tổng quản nói mấy câu cẩn thận, phương hành một bên nghe một bên mở ra đầu óc bảo táp. Ừ, đại khái hiểu rồi, đây là nguyên phối thê bại bởi Bạch Nguyệt Quang nhưng là nguyên phối thê bị xuyên việt giả nhập thân cố sự về phần cái gọi là Bạch Nguyệt Quang, hẳn là Linh Cô Nương kia. Vương Phi mặc dù không có lòng khoan dung, nhưng trừng phạt đã qua, bổn Vương nhớ lại tình cũ, còn bảo Vương Phi về điện nghỉ ngơi đi, hết thảy vẫn như cũ. Chuyện khác, ngày mai hãy nói. Tổng quản lĩnh mệnh, lần nữa xoay người rời khỏi. Sau khi đóng cửa phòng lại, tổng quản phân phó hạ nhân hầu hạ bên ngoài nhanh chóng đón Vương Phi về tẩm điện dùng tơ tầm tốt nhất bỏ vào kiệu lớn tám nâng mời trở về phòng, sau đó an bài phòng bếp ngồi một bàn sơn hào hải vị bổ sung cho Vương Phi trước. Đông đảo hạ nhân cuốn quyết đi tới bên người Vương Phi, các thị nữ cũng đều tiến lên xoa tay bóp chân, sợ chậm một chút sẽ không lọc vào mắt Vương Phi. Lúc này Vương Phi, có chút hoảng sợ nhìn chung quanh tiến lên từng cái khuôn mặt tươi cười, có chút không biết làm sao, thậm chí là vẻ mặt kinh hoảng. Không đúng. Dựa theo nội dung vở kịch, cái kia yêu đương não vương gia không phải là đem chính mình đuổi ra cung đi sao? Bây giờ là tình huống gì? Chẳng lẽ chính mình mắng nhiều một câu sát bút cho hắn mắng hồi tâm chuyển ý? Triệu tổng quản lúc này cũng đi tới bên cạnh vương phi, vẻ mặt cười nói. Nương nương. Vương gia phân phó, ngài vẫn như cũ, xem ra vương gia vẫn không quên được ngài. Vương phi lúc này dãy dụ đứng lên, trực tiếp chỉ vào mũi triệu tổng quản nói dẫn ta đi tìm tên sát bút kia. Đã mắng hắn như vậy còn không cho ta đi, hắn có phải điên rồi không? Hết chương này. Chương 2 Vương Phi trốn đi kế hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Kế hoạch chạy trốn của công chúa vừa nghe lời này, mặt triệu tổng quản lúc ấy liền cứng đờ. Chung quanh đang cho Vương Phi đắm cánh tay bóp bả vai các thị nữ cũng đều trực tiếp dừng tay của mình, thần tình hoảng sợ nhìn vẻ mặt phẫn nộ Vương Phi. Vương Phi lúc này chân còn tê dại, sau khi đứng lên còn không dám đi, chỉ một tay viện kiệu đã đặt ở bên cạnh, tay kia còn chỉ vào triệu tổng quản, tiếp tục nói. Mau đỡ ta đi. Ta đi hỏi xem hắn rốt cuộc hút gió gì. Triệu tổng quản nhìn vẻ mặt tức giận cộng thêm một miệng thô tục Vương Phi, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Không bình thường. Hôm nay Vương Gia cùng Vương Phi đều không bình thường nhưng việc này mình không dám quản nhưng bây giờ nếu nghe theo vương phi đem vương phi đưa tới trước mặt vương gia vị trí tổng quản của mình cũng không cần phải làm ách nương nương bằng không người ăn chút gì trước vào phòng nghỉ ngơi một chút coi như là ngài cùng vương gia có chút cãi nhau cũng phải chăm sóc tốt thân thể của mình à vương phi trực tiếp vung tay lên thối lắm lão nương không đói bụng vừa dứt lời một trận âm thanh ùng ụt liền từ trong bụng truyền ra. Liền quỳ ba ngày, cũng liền miễn cưỡng ăn chút điểm tâm chống đỡ, coi như là hiện tại cái này vương phi trên tinh thần còn không đói bụng, thân thể cũng đã sắp không chịu nổi. Cảm thụ được trong dạ dày đói co rút đau đớn, vương phi nói chuyện lo lắng lúc ấy liền tiếc hơn phân nữa. Vẫn luôn quỳ, hiện tại đứng lên một chút còn tốt, hơi đứng một chút liền cảm thấy hoa mắt. Vương phi hiểu được, chính mình đây là đói đến hạ đường huyết nhìn tổng quản mắt không chút thay đổi cùng hạ nhân chung quanh đều cúi đầu xuống, Vương Phi đem hết toàn lực đứng thẳng chân, không cho mình run rẩy. Hay là đi ăn cơm trước đi. Nương nương mời lên kiệu. Vương Phi được mấy hạ nhân dìu vào kiệu. Trong thư phòng, Phương Hành nhận được một gợi ý. Kéo dài thời gian Vương Phi xuất cung, bỏ lỡ cùng Thanh Mai Trúc Mã gặp lại, kịch bản hiện tại cộng thêm 50, nhìn thấy gợi ý này, Phương Hành vui vẻ vỗ ngón tay một cái cực đúng rồi. Dựa theo tên sách mà xem, trước mắt cái này xuyên thư vương phi nhất định là xuất cung. Mà hiện tại cái này vương phi nếu còn ở trong cung, hơn nữa còn ở cái này kỳ quái một sự kiện bên trong, như vậy chính mình hoàn toàn có thể thực sự mấu chốt thời gian trên. Tại thời điểm này, vương phi hẳn là sẽ bị đuổi ra cung đi, mới có thể bình thường bắt đầu nội dung vở kịch. Hãy nhìn theo cách này. Đây không phải là mình chỉ cần đem vương phi một mực nhốt lại, chẳng phải là phía sau nội dung vở kịch xoát 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 tới. Hệ thống, ta nếu là vẫn nhốt nàng cũng sẽ có kịch bản điểm đi. Nếu như kịch bản quá mức đơn giản, ảnh hưởng tiếp theo chấm điểm, phương hành gật gật đầu. Cũng đúng, dù sao nếu là loại tình huống này tốt như vậy phá cục, chính mình có thể một ngày xoát 800 cái như vậy phó bản. Bây giờ còn không biết mình bao lâu thời gian mới có thể có một lần xuyên qua cơ hội vậy mình hẳn là tận lực đem cái này thứ nhất phó bản liền làm rõ ràng quy tắc hơn nữa tận lực đạt được càng cao điểm dù sao chính mình chân thân chỗ ở cái kia thế giới bây giờ còn chịu khổ chờ đợi cái kia xoay người cơ hội đâu chỉ cần chấm điểm đủ cao cơ hội xoay người của mình tự nhiên cũng lại càng lớn về phần nội dung vở kịch sẽ phát triển như thế nào tin tưởng vương phi một lòng muốn đi ra ngoài này sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy nội dung vở kịch đến lúc đó mình liền nghĩ biện pháp gặp chiêu phá chiêu là được. Bên kia, Vương Phi nhìn một bàn sơn hào hải vị lớn trước mắt, ánh mắt đều trợn tròn. Tuy rằng chỉ là chính mình một người ăn, cũng là liền canh mang đồ ăn lên rồng rã 18 đạo, một nửa đều là chính mình chưa từng thấy qua đồ ăn. Trên cả cái bàn, thứ duy nhất có vẻ không hợp chỉ sợ chính là cháo gạo nhỏ dùng chén bạc múc lên. Nương nương, thân thể người suy yếu, không thể ăn đại bổ, trước tiên ăn chút cháo. Về phần thức ăn trên đó cũng thiếu một ít dầu muối, không hợp khẩu vị ngài cũng tạm thời chú ý một hai ngày này. Vương Phi bưng chén bạc, đôi đũa ngà voi nạm tơ vàng trong tay thấy thế nào cũng chói mắt. Hiện tại trong lòng công chúa chỉ có một ý nghĩ. Vương Phủ này, có tiền như vậy sao? Sao trong sách chẳng viết gì cả? Nhìn trên bàn kim ngân khí cụ, vốn định ăn xong liền trực tiếp ra khỏi vương phủ tâm tư lúc này đã bị vương phi vứt ở sau đầu. Không được không phải cứ đi như vậy. Như thế nào cũng phải mang chút đồ mới có thể chạy. Nói cái gì cũng không thể tiện nghi cho tên não tàn liếm cẩu vương gia kia. Nghĩ đến trong sách cái này liếm cẩu vương gia vì lấy lòng cái kia bạch liên hoa, đem nguyên phối vương phi phạt quỳ ba ngày không tính, tiếp theo càng là chạy tới tôi tớ trong phòng ở, còn muốn giặt quần áo nấu cơm, thậm chí an bại đến bạch liên hoa thủ hạ tùy ý sai khiến. Bạch liên hoa hơi có chút không hài lòng, vương gia liền đem vương phi liền trực tiếp chạy tới trong phòng nhỏ một cửa, sau lại càng là trực tiếp tại mùa đông khắc nghiệt cho đuổi ra cửa. Nếu không là vừa vặn được năm đó thanh mai cứu, liền trực tiếp đông chết ở trên đường. Thái quá nhất chính là ở cùng Bạch Liên Hoa đại hôn thời điểm, vương gia còn đặc biệt đem vương phi đoạt về, an bài ở lễ mừng thời điểm ở bên cạnh bưng chén rượu, nhìn hai người bọn họ thành thân. Giết người là tru tâm A. Cũng ngay tại cuối cùng, vương gia đột nhiên nhớ tới thích ăn một chén cháo hạt sen, không hiểu sao nhớ tới vương phi tốt, trở về một nhà ba người sống qua ngày. Lúc trước chính mình chứng kiến này cuối cùng kết cục thời điểm, trực tiếp liền lên bàn phím phun tác giả 800 chữ tiểu văn. Cái gì mà đặc sản phim truyền hình trong nước không có kết cục đoàn viên? Mời trở về cũng chỉ cho cái thiếp thân phận, thật sự chính là vĩnh viễn bạch liên hoa đúng không? Vương Phi vương tay hung hăng cầm đũa đâm trúng một con gà quay, tay kia vương qua trực tiếp xé một miếng đùi gà đặt ở trong miệng từng ngụm lớn ăn vào biểu tình dữ tận giống như đang ăn máu thịt kẻ thù vậy cũng không biết kẻ thù này đến tột cùng là vương gia hay là bạch liên hoa kia các thị nữ bên cạnh nhìn thấy tướng ăn của vương phi đều hoảng sợ giỏi lắm vương phi ngày thường đoan trang tú lệ như vậy quý nương tử hiện tại ăn dùng sức như vậy đây là đói bụng tức giận a à? công chúa thay đổi một chút tâm tư, dừng lại thời gian gia tăng, 10 điểm kịch bản, phương hành trong thư phòng sửng sốt, dường như mình cái gì cũng không làm, sao lại thay đổi tâm tư vương phi. Bất quá đây cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, triệu tổng quản đẩy cửa đi vào, đối phương nói. Vương gia, vương phi đã về điện nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà... Ngữ khí muốn nói lại thôi, làm cho phương hành trực tiếp mở miệng nói ra. Có chuyện gì cứ nói thẳng vâng vương gia linh cô nương muốn mời ngài qua đó một chút triệu tổng quản biết lời này khó mà nói dù sao linh cô nương chính là thịt trong lòng vương gia hiện giờ nhìn không được nửa điểm ủy khuất nếu là vương gia vì linh cô nương vui vẻ phỏng chừng vương phi bữa cơm này ăn không hết liền phải trở về quỳ phương hành gật gật đầu nói với cô ấy một tiếng tôi không rảnh còn nữa ngươi có biết trong thành này có cao thủ võ công gì không mời vài người tới đây cho ta. Ta đột nhiên đối với luyện võ cảm thấy rất hứng thú. Hết chương này. Chương 3 Chạm mặt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 gặp gỡ triệu tổng quản rất không lễ phép ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn thật cảm thấy mình bây giờ có phải lớn tuổi hay không, gần như vậy đều nghe lầm. Đây chính là Linh cô nương ngài yêu nhất a. À. Ngày ngày hôm qua nghe Linh cô nương nói không thích đánh đánh dết dết, liền kêu hộ vệ trên dưới vương phủ ném đao đi, về sau mang theo thiêu hỏa công tuần tra. Hôm nay đã nói không gặp mặt, còn nói rất muốn luyện võ. Vương gia hôm nay làm sao vậy? Tổng quản nhất thời sửng sốt, cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì. Như thế nào, trong thành này không có người luyện võ sao? Nghe thấy Phương Hành cau mày hỏi lại một câu, tổng quản vội vàng trả lời. Hồi vương gia nói, chúng ta nơi này có, ngài muốn khi nào gặp bọn họ? phương hành nói thẳng không vội chiều nay đi tổng quản theo bản năng nhìn mặt trời bên ngoài đã sắp đến buổi chiều vâng vương gia ta đây chính là an bài triệu tổng quản lĩnh mệnh rời khỏi thư phòng trực tiếp phân phó với hạ nhân bên ngoài kêu tiểu quản sự khác nhanh chóng đến đại môn vương phủ có chuyện quan trọng cần bọn họ đi làm đây chính là vương gia phân phó chậm một khắc đồng hồ cũng không được bên này triệu tổng quản ra khỏi cửa lớn vương phủ đi tìm những người luyện võ có danh tiếng trong thành mà chuyện linh cô nương bên kia muốn gặp vương gia lại bị cự tuyệt cũng giống như gió nhanh chóng truyền khắp vương phủ chuyện vương gia nhớ đến tình cũ vẫn sủng hạnh vương phi cũng nhanh chóng truyền tới bên tai linh cô nương chuyện này phát sinh khiến linh cô nương trở tay không kịp nàng không ngờ vương gia lại không tới càng không nghĩ tới vương gia lại để cho vương phi trở lại tẩm cung phải biết rằng vương gia lúc trước cam đoan cho mình ở tẩm cung của vương phi bên này ngay cả đồ đạc cũng thu thập xong liền chuẩn bị hai ngày nay chuyển đến tẩm cung của vương phi ở ngay cả trang sức cũng để trước nhưng hôm nay vương phi không chỉ không đi còn trở về hy vọng của mình không còn không nói chẳng phải là ngay cả trang sức cũng bồi thường vào vương gia bên kia không chừng là bởi vì tâm tình không tốt đi đợi ta làm chút điểm tâm đi xem vương gia vẻ mặt linh cô nương vẫn ôn nhu như cũ tự hồ hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng vân tô điểm tâm là lúc trước vương gia yêu nhất đồ vật nói vậy chính mình bưng qua tất nhiên có thể để vương gia nhớ lại lúc ấy hứa hẹn thề non hẹn biển linh cô nương đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa gây nên một phần kịch bản biến hóa kịch bản thêm năm phương hành ở thư phòng linh cô nương ai tới ngao người yêu kia đúng không nàng đây là đang nghĩ cái gì vậy Bên kia, công chúa cũng đã ăn không kém nhiều lắm. Tiện tay dùng bên cạnh chuẩn bị khăn tay nóng lau tay, sau đó trực tiếp đi trở về phòng ngủ, bắt đầu lục lọi tìm đồ. Cái gì vòng ngọc bảo thạch vòng tay mang theo bảy tám cái, cái gì kim trâm ngọc khuyên tai chọn chút nhìn liền đáng giá bỏ vào một cái bao quần áo nhỏ, lại đem mấy cái nhẫn nhét vào trong ngực, những thứ khác đều hướng trong túi nhỏ đặt xuống, cảm thấy an tâm không ít. Ta ở lại hai ngày, chờ trên người có sức liền trực tiếp đi vạn nhất hai ngày nay tên vương gia não tàn kia lại đột phát bệnh não, đem mình chạy tới phòng tôi tớ, mình cũng có của cải có thể rời đi. Công chúa suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu ý chỉ hạ xuống, mình có thời gian thu dọn thì cầm túi đi. Nếu là giáp mặt đuổi mình đi, không cho thời gian thu thập, trên người mình còn có vòng tay nhẫn, ở bên ngoài thế nào cũng có thể làm tiểu phú bà vui vẻ cả đời. Làm xong những thứ này, đang chuẩn bị đi ra ngoài hai bước tiêu hóa tiêu hóa nhưng đột nhiên ở góc trẻ nghe thấy có hai thị nữ nói chuyện phím. nghe nói chưa linh cô nương hình như muốn gặp vương gia bị vương gia cự tuyệt nghe nói linh cô nương tâm nhãn cũng rất tốt nói hẳn là vương gia mệt mỏi đang làm điểm tâm đưa qua cho vương gia thật sự là ôn nhu a à. còn nói cái gì là bởi vì chuyện của nương nương khiến vương gia phiền lòng lần này cũng là đi khuyên nhủ vương gia trách không được vương gia thích linh cô nương cũng là người tri kỷ lúc đó công chúa dừng lại thị nữ đi theo phía sau cũng đều thay đổi sắc mặt ở chỗ này ai không biết vương phi ghét nhất chính là vị linh cô nương nào các ngươi đang nói chuyện là linh cô nương muốn đi tìm vương gia sao hai cái nói chuyện phiếm thị nữ vừa quay đầu lại liền thấy cười hiếp mắt vương phi ngay sau lưng đang sợ tới mức vội vàng quỳ xuống chuẩn bị cầu xin tha thứ đột nhiên chợt nghe thấy vương phi nói ngay sau đó dẫn ta đi gặp vương gia đúng rồi người nào đi trước đem túi nhỏ màu đỏ trong phòng ta tới vương phi cười nói chuyện lại hạ quyết tâm đến trước giáo huấn một chút cái này bạch nguyệt quang lập tức rời đi không vì cái gì khác mình chính là không thể nhìn thấy trà xanh ở đây ghê tởm chính mình trong sách thời điểm liền chán ghét cái này người đầy mùi trà hàng hiện tại lại giả đến trên mặt mình cho dù đi cũng phải cho trà xanh này chút màu sắc nhìn xem thư phòng Phương Hành đang cân nhắc thế giới này có phải hay không cũng có cái gì siêu phàm vũ lực thời điểm, đột nhiên lại thu được tin tức mới. Công chúa thay đổi ý định rời đi sớm, thêm 10 điểm kịch bản. Cái này qua lại thay lòng đổi dạ không phải tương đương với không thay đổi sao? Cái này còn có thể có mấy điểm kịch bản thu nhập. Dự định kịch bản phát sinh thay đổi, thêm vào thưởng điểm tích lũy, lời giải thích này khiến Phương Hành sửng sốt. Phương Hành suy nghĩ một chút, nói cách khác vương phi vốn là chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi hệ thống liền cho điểm tích lũy đột nhiên lại đổi chủ ý muốn lập tức đi cho nên điểm tích lũy của mình lại đạt được một lần điểm tích lũy cho dù nội dung vở kịch vốn sinh ra biến hóa không còn nội dung vở kịch điểm cũng sẽ không lui bất quá đã như vậy đến lúc đó cũng thuận tiện thăm dò một chút hệ thống phán định tình huống vì nội dung vở kịch của mình liền nghĩ biện pháp giữ vương phi một mình hai ngày đang nghĩ như vậy chỉ nghe thấy xèo xèo một tiếng cửa đột nhiên bị đẩy ra một thân ảnh không trải qua bất kỳ báo cáo nào liền đi vào thư phòng phương hành vừa mới nhíu mày muốn nhìn xem là ai quấy rầy chính mình tự hỏi liền thấy một cái tuyệt mỹ thân ảnh đi tới tuy rằng chỉ mặc một thân quần áo trắng nõn nhưng khí chất lại có vẻ uyển chuyển động lòng người như vậy eo liễu nhỏ có thể nắm chắc màu da tuy rằng rất trắng lại trộn lẫn một tia phấn nộn trong trắng lộ hồng mười ngón giống như măng non mềm mại trong suốt trên cổ trắng nõn lại có một khuôn mặt tuyệt mỹ có thể nói là cười khuynh thành tuyệt đại giai nhân này đang cẩn thận cầm một phần khay liên tục di chuyển mang theo vài phần cẩn thận đi tới trước bàn học phương hành đem khay nhẹ nhàng buông xuống vương gia có phải ngài mệt mỏi rồi không chỗ này của tôi đang có bánh ngọt ngài thích ăn một chút giải lao đi nói chuyện liền đi tới bên cạnh phương hành mang theo một thân mùi hoa nhàn nhạt bắt đầu giúp Phương Hành nghiêng mực. Phương Hành đang nghĩ đây đến tột cùng là ai? Cửa phòng đã đóng lại liền rầm một tiếng bị đá văng ra. Cái này thình lình xuất hiện một chút đem Phương Hành đều hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, một cái mặt hoa quý mỹ nữ sải bước đi đến, nhan sắc dáng người không thua cái thứ nhất tiến vào mỹ nhân. Sau khi tiến vào, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hành và vị bên cạnh Phương Hành đang ngẩn người. U linh cô nương còn chưa vào cửa lớn vương phủ ta, đã học hầu hạ vương gia rồi sao?" Ngữ khí bình thản nhưng tràn ngập âm dương quái khí một câu ân cần thăm hỏi, trong nháy mắt làm cho toàn bộ thư phòng không khí thay đổi. Vương phi cùng linh cô nương sớm gặp mặt và gây ra xung đột, 50 điểm kịch bản, vương phi những lời này, tại phương hành nơi này nghe không ra cái gì, nhiều lắm cảm thấy ngữ khí không tốt. Nhưng linh cô nương nghe thấy lời này, trong lòng rung lên nếu như nói không có bổn phận liền đến hầu hạ, thân phận nhiều lắm cũng chỉ là cái bồi phòng nha đầu mà thôi, ngay cả danh phận cũng không có. Mà lúc trước vương gia muốn dùng đại lễ cưới hỏi nhập môn, chính là vì cho cái danh phận. Có thể nói vương phi đầu tiên là nhất chân liền ra oai phủ đầu. Linh cô nương sắc mặt không thay đổi, uyển chuyển cuối người thi lễ, trong mắt mơ hồ nổi lên thủy quan, rồi lại sợ hãi ôn nhu nói. Ra mắt tỷ tỷ, hành lễ với tỷ tỷ ta đang làm chút điểm tâm cho vương gia muốn khuyên vương gia đừng tức giận với tỷ tỷ mặc dù tỷ tỷ tùy hứng khiến ngài và vương gia có chút không hợp nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng không giống bần nữ chỉ ở nam cương bồi vương gia mấy ngày có chút không hiểu lễ nghĩa tỷ tỷ đừng trách lời này vừa nói xong vương phi lúc này che ngực cao dương của mình lui về phía sau nửa bước hương trà xanh châm ngòi ly dáng thật nồng hai ba câu nói liền giải quyết thân phận biểu hiện săn sóc thể hiện tình yêu đích thực còn âm thầm chính mình một phen. Mình xem thường Linh cô nương này rồi. Linh cô nương khách khí rồi, vương gia một mình ở bên ngoài tìm người hầu hạ, ta cũng không để trong lòng. Ngăn cản dùng đại lễ nên đón ngươi, cũng chỉ là chuyện hoang đường cử tỳ diệt thê không thể xuất hiện ở hoàng gia, nếu không thêm chê cười, ta cũng là vì vương gia giải quyết việc chung mà thôi. Linh cô nương để ý chứ không phải ta nói linh cô nương sẽ không để ý chứ phong cách nói chuyện của vương phi vừa chuyển sang lãnh đạm cũng trở nên ung dung đại khí phương hành nhìn hai bên không hiểu sao cảm thấy mình ở chỗ này giống như không có ý nghĩa gì hai người này lúc nói chuyện cũng không có chính mình trong ánh mắt bần nữ xuất thân hơi lạnh chỉ cần vương gia nhìn bằng con mắt khác làm sao có thể để ý chỉ là muốn hầu hạ bên cạnh vương gia không để vương gia ngột ngạt là tốt rồi cũng đúng, nếu mạnh mẽ nâng cao địa vị cũng sẽ chỉ làm vương gia khó xử ở hoàng gia, nghĩ đến linh cô nương một mảnh chân tâm, là không muốn để vương gia chịu ủy khuất. Bần nữ nào biết cái gì, chỉ là nghe vương gia phân phó là tốt rồi. Chỉ cầu không rơi vào danh tiếng chuyên sủng. Hai người ngươi một lời ta một câu. Phương Hành ngồi ở trên ghế, cùng ngắm cảnh giống nhau nhìn hai người nói chuyện phím. Không thể không nói, nhìn nhiều chuyện mỹ nữ kéo dài tuổi thọ, Phương Hành cảm thấy các nhà khoa học nói đúng. Hai đại mỹ nữ ở bên cạnh, tâm tình đích xác tốt không hiểu sao. Linh cô nương cùng vương phi nói chuyện riêng. Tuy rằng không biết lẫn nhau đang tỉ mỉ trò chuyện cái gì, nhưng có thể nhìn thấy bên cạnh mình cái này Linh cô nương mài tay đều rối loạn, ánh mắt một cái hướng chính mình bên này xem xét. Phương Hành cũng không biết có ý gì, coi như không phát hiện, tùy tiện lật xem sách trong tay. Một lát sau, Vương phi đối mặt Linh cô nương, lấy được đặc biệt kịch bản thắng lợi, kịch bản điểm thêm 100. Nghe nói như thế, tinh thần phương hành rung lên. Nói xong chưa? Nói chuyện phím sao lại thắng lợi chứ? Bất quá là thật không tồi a. À? Cái gì không làm chính mình hiện tại kiếm không 150 điểm nội dung vở kịch. Ngẩng đầu nhìn lên, Linh cô nương đã rưng rưng nước mắt, đôi mắt lung linh ngập nước đáng thương hề hề nhìn mình. Hai tay buông xuống trước bụng. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng vung cánh tay lên lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhìn khiến cho người ta đau lòng. Linh cô nương đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa, dẫn phát một phần kịch bản biến hóa, kịch bản 30 phương hành. Mình cái gì cũng không làm a. À. Linh cô nương này sao lại phát sinh biến hóa đối với tâm tính của mình? Cũng không thể hai nữ nhân nói chuyện phím chính mình không ở giữa kéo thiên vị đi, đây không phải nhàn rỗi không có việc gì sao? Nói đi cũng phải nói lại lúc này dẫn phát nội dung vở kịch biến hóa còn không nhỏ, lần trước 5 giờ, lúc này 30 giờ. Lần sau có thể cao hơn không? Linh cô nương nhìn Phương Hành, ánh mắt lại bắt đầu hoảng hốt, cảm giác trái tim mình muốn tan nát. Lúc trước, chính mình dù là hơi chút lộ ra chút ủy khuất bộ dáng, đều sẽ bị vương gia trực tiếp ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi. Lúc nói chuyện, vương gia nhìn không chớp mắt, nói giọng nói của mình còn êm tai hơn cả tiếng chuông gió thổi vì mình, thậm chí còn giận dữ mắng mỏ Vương Phi, hứa hẹn cho mình phù chính làm Vương Phi. Sao lại đột nhiên thay đổi được? Chính mình cũng rơi lệ. Ngay cả lời an ủi cũng không có. Vương gia chẳng phải cũng là người phụ lòng sao? Linh cô nương càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt bắt đầu ào ào rơi xuống. Linh cô nương đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa, gây nên một phần kịch bản biến hóa, kịch bản 50, phương hành sửng sốt có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua linh cô nương linh cô nương này trong đầu nghĩ cái gì vậy sao thái độ đối với mình lại thay đổi khi thấy trong mắt vương gia tựa hồ mang theo vài phần nghi ngờ nội tâm linh cô nương rốt cục không nhịn được vương gia ta cảm thấy có chút không thoải mái đi về trước nói xong trực tiếp ông mặc anh anh chạy ra ngoài linh cô nương đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa dẫn phát một phần kịch bản biến hóa, kịch bản 80, phương hành. Bệnh thần kinh à? Mình rõ ràng cái gì cũng không làm a. À. Như thế nào đối với thái độ của mình thoáng cái thay đổi ba đợt đây? Có chút không nói gì lắc đầu, cũng không biết này nữ tầng bên trong nam chủ đều là như thế nào nhìn trúng người này, luôn cảm giác Linh cô nương giống như đầu óc không tốt lắm giống nhau. Có lẽ là bởi vì dáng vẻ xinh đẹp đi. Dù sao bộ dạng đích thật là đẹp mắt khóc giống như hoa lê đái vũ nếu đánh một quyền hẳn là sẽ khóc càng mang theo vài phần cảm giác đi quay đầu nhìn lại vương phi còn mang theo vài phần thắng lợi nụ cười có chút đắc ý đứng tại chỗ anh còn có việc à không có việc gì vậy trở về tẩm cung của ngươi nghỉ ngơi cho tốt đừng tới quấy rầy bổn vương được rồi công chúa vui vẻ xoay người rời đi ra khỏi thư phòng của vương gia Bước chân Vương Phi cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, ánh mặt trời xung quanh cũng cảm thấy tràn ngập ấm áp. Lúc này đây cùng linh cô nương kia một phen đối chiến, có thể nói là xuất ra chính mình cả đời công lực. Nếu không phải là mấy năm nay xem không ít cổ trang cung đấu kịch, thật đúng là không phải cái kia tiểu nương bị đối thủ. Hôm nay thắng trận này, cảm giác giống như là ngày mùng 3 tháng 4 ở trong tủ lạnh lấy ra một hơi uống một chai mình năm đó đạt được quán quân đội võ thuật nữ trung học cơ sở cũng chưa từng sảng khoái như vậy đi tới đi lui bước chân công chúa chậm lại không đúng vương gia hôm nay sao không não tàn theo như trong sách viết như vậy đều là bạch liên hoa vừa chịu ủy khuất vậy vương gia liền cùng con thỏ tức giận gào khóc đi ra cắn người hôm nay chuyển giới không phải thật sự là bị mình mắng tỉnh rồi chứ bất quá có một nói một vương gia này bộ dạng đích xác đẹp trai, khí chất phong độ cũng không thể chê vào đâu được. Ừ, nếu thật sự có một người bạn trai đẹp trai như vậy cũng không tính là thiệt thòi. Chính là đầu óc là thật không tốt, đáng tiếc. Vương Phi đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa, dẫn phát một phần kịch bản biến hóa, kịch bản thêm năm, hết chương này. Chương 4 Võ Lâm Cao Thủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 Võ Lâm Cao Thủ hiện tại tâm tình phương hành kỳ thật phi thường tốt. Mặc dù nói ngay từ đầu tiến vào thế giới nữ tầng làm cho hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là cái gì cũng không làm liền có thể gia tăng nội dung vở kịch một chút chuyện này là hắn không nghĩ tới. Dựa theo lẽ thường mà nói, chính mình nếu là xuyên qua cái thế giới võ hiệp, làm sao không được làm mấy chuyện đại sự mới có thể có chút thu hoạch. Hiện giờ mình không cần động cũng có thể rất sảng khoái đem chuyện làm xong xem ra thế giới này cũng không phải rất kém cỏi a à. tuy rằng nói thật sự là không hiểu nổi tâm tình của hai nữ nhân này vì sao một hồi lại biến đổi nhưng nếu có thể mang đến nội dung vở kịch chính mình cũng lười hỏi nhiều vạn nhất hỏi nhiều tâm tình của các nàng lại biến trở về chẳng phải là tự mình đào hầm cho mình sao mắt thấy mặt trời cũng đã bắt đầu nghiêng về phía tây phương hành phân phó một tiếng để cho người chuẩn bị đồ ăn xuyên qua tới một hồi lâu bộ thân thể này cũng là tại là cảm thấy có chút đói. Kết quả ở thư phòng, chờ đợi rất lâu. Lâu đến mức bụng phương hành cũng bắt đầu kêu ùng ục, cũng không thấy một cái đĩa bưng lên. Đang muốn chuẩn bị hỏi một tiếng đến tột cùng là tình huống gì, thanh âm triệu tổng quản liền từ ngoại thư phòng truyền ra. Vương gia, cao thủ luyện võ ngài muốn gặp đều đã gọi tới cho ngài. Ngài hiện tại gặp bọn họ, hay là để cho bọn họ chờ? Vào nói chuyện đi triệu tổng quản đẩy cửa đi vào lại đem vừa mới nói lặp lại một lần sợ cách cửa chính mình nói không rõ ràng phương hành cau mày nói trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi ngươi đi trước hỏi một chút như thế nào lời của ta nói không có tác dụng sao bảo bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn sao bây giờ ngay cả đĩa cũng không thấy triệu tổng quản lại vội vàng đi ra ngoài hỏi vài phút sau liền trở lại vương gia đồ ăn kỳ thật đều đã mang lên đi đâu rồi? Đi lên chỗ người khác rồi. Những lời này làm cho Phương Hành đều nghe đến phát mộng. Chính mình tới thân phận này là một vương gia sao? Như thế nào ở nhà mình ăn một bữa cơm còn có thể nhường tiệc hồ a? À? Vương gia, có phải ngài đã quên, lúc trước ngài nói sau này dùng bữa không cần ở bên này, đều trực tiếp ở linh cô nương. Cho nên các đầu bếp mang đồ ăn đều trực tiếp đưa đồ ăn đến đó. Triệu tổng quản còn chưa nói xong. Phương Hành lại nhận được thông báo hệ thống mới. Linh cô nương đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa, dẫn phát một phần kịch bản biến hóa, kịch bản thêm 100, Phương Hành. Quên đi, lười suy nghĩ các nàng đều nghĩ như thế nào. Không ăn nữa. Trước tiên tìm cho ta chút đồ lót đi, dẫn ta đi gặp mấy vị sư phụ luyện võ kia. Dứt lời, Phương Hành liền đứng dậy đi ra ngoài. Từ xuyên qua tới bây giờ, đây mới là Phương Hành lần đầu tiên đi ra thư phòng dạo bước tại cảm giác có chút quen thuộc nhưng là lại có chút mới lạ trong vương phủ, phương hành cũng không khỏi cảm thán cổ đại hoàng tộc là thật biết hưởng thụ. Nhất là như mình loại này đã thân là vương gia giai cấp quý tộc, trên cơ bản coi như tiểu hào hoàng đế, còn không có gì hoàng đế trách nhiệm. Có thể nói chỉ cần không ông tâm tư không nên có, đó quả thực chính là cuộc sống thoải mái nhất. Triệu Tổng quản ở phía trước cẩn thận dẫn đường, nhưng trong lòng cũng không ngừng cân nhắc. Vương gia không bình thường. Thả vương phi không nói, còn lạnh nhạt linh cô nương, thậm chí đối với luyện võ nổi lên hứng thú. Công chúa cũng không bình thường. Người ngày thường ngay cả oán giận cũng không biết nói ra miệng, cư nhiên sẽ chửi đổng. Linh cô nương cũng không bình thường. Ngày thường đều là vương gia đi thăm nàng, lần này chủ động làm điểm tâm đi thăm vương gia. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác chính là không thích hợp như vậy a? À? triệu tổng quản trong lòng nghĩ dưới chân lại một chút cũng không chậm trễ dẫn vương gia vào một tiểu viện liền mở miệng nói với vương gia vương gia đây chính là người ngài muốn gặp mười mấy vị này đều là cao thủ võ công trong thành chúng ta người trong viện vốn đều tụ tập một chỗ thấy vương gia đến ai nấy đều cúng quyết hành lễ có quỳ xuống có thở dài có ôm quyền còn có đưa tay chào hỏi dưới cảnh tượng hỗn loạn này trong đó có mấy người còn trực tiếp mắng ra tiếng. Con mẹ nó đừng chen lấn tôi. Ngươi quỳ ở đâu? Mết ngươi có hiểu lễ pháp hay không, cùng vương gia chào hỏi ngươi nghĩ như thế nào? Đại gia ngươi đừng mắng, liên lụy lão tử, lão tử ra ngoài giết cả nhà ngươi. Nhìn những đại hán mặt có hung khí mắt lộ hung quang trước mắt, trên đầu phương hành chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi. Đám thổ phỉ này tìm ở đâu ra? nhìn thế nào cũng không giống người tốt a. À. Sau khi trải qua hỗn loạn ngắn ngủi cùng triệu tổng quản nhắc nhở, một đám người lúc này mới nghiêm chỉnh đứng vững, đều liếm khuôn mặt tươi cười đứng thành một hàng. Nhìn mười mấy vị đại hán vẽ mặt cười quá dị, phương hành kỳ thật rất muốn xoay người đi. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bản thể mình đang ở, vẫn phải nghĩ biện pháp hiểu rõ một ít võ học, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tận lực ngữ khí vững vàng hỏi: các ngươi đều biết cái gì a? À? vừa nghe vương gia hỏi, đám đại hán lúc này lộ cánh tay sáng tay áo. Vương gia, ta sẽ tay không đập gạch. Ta sẽ dùng đại đao, nháy mắt có thể chém liền vài cái. Vương gia, ta có thể một người đánh năm người. Ta có thể đánh mười cái. Tháp mã của ngươi giả bộ đồ chơi gì? Ngươi đều đánh không lại lão tử. Vương gia, ta có thể ngực vỡ tảng đá lớn. Nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, trái tim phương hành cũng lạnh đi nôn rống xong đời nguyên bản chính mình cảm thấy thế giới này dù là không có cái gì siêu phàm vũ lực ít nhất thành sáu lộ võ công hẳn là sẽ có dù là dù sao cũng có đầy đủ võ học kỹ xảo có thể làm cho mình ở một cái thế giới khác bao nhiêu học điểm có thể dùng tới đồ vật nhưng trước mắt những này cái gọi là võ lâm cao thủ thấy thế nào cũng là dựa vào chính mình bàn đại eo tròn có thể ăn có thể đánh trở thành cái gọi là cao thủ cùng mình nghĩ không thể nói cách biệt một trời một vực chỉ có thể nói không hề quan hệ dù sao có thể đem trẻ gạch trở thành năng lực có thể có năng lực gì lớn thế nhưng đem người đều gọi tới như thế nào cũng phải xem biểu hiện của bọn họ vạn nhất thật sự có người có chút bản lĩnh cũng có thể để cho mình ít nhiều học chút gì đó phương hành phất phất tay lập tức nói ra quên đi quên đi các ngươi cũng đừng một đám hô quá loạn triệu tổng quản, tìm cho bọn họ một bãi đất trống, tìm chút gia hỏa bọn họ cần dùng. Các ngươi có năng lực sở trường gì, hãy sử dụng trước mắt ta một lần. Ta có một câu nói đặt ở phía trước, có năng lực lời nói đừng tư tàn, chỉ cần là bị ta nhìn trúng nhân tại ta mời hắn làm luyện võ sư phụ, một tháng vàng thật bạc trắng đủ hắn nuôi ba năm mươi miệng người đều không thành vấn đề. Nghe nói như thế, một đám đại hán mừng rỡ, mỗi người đều nhếch miệng cười hắc hắc vương gia trượng nghĩa vương gia ngài xin tốt cam đoan ta đây có thể dễ nhìn ngài cao hứng ai vậy mau lên ta không thể chờ đợi được nữa cho vương gia xem năng lực của ta triệu tổng quản ở một bên nhìn một chút phương hành tiếp theo vội vàng để cho những đại hán này đi theo mình muốn cái gì nhanh chóng nói đám đại hán này đi ngang qua bên người phương hành đều đưa lên một khuôn mặt tươi cười thật to phương hành hít sâu một hơi cứ thế đi cho dù có một người có năng lực, mình lăn qua lăn lại lần này cũng không thiệt thòi. Hết chương này. Chương 5 Là ta sai rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Là tôi sai rồi phương hành thiếu nhất chính là kinh nghiệm võ học và phương pháp trở nên mạnh mẽ. Hắn bản thể chỗ thế giới là một cái võ hiệp thế giới. Ngay từ đầu phương hành xuất hiện địa phương căn bản cũng không có cái gì luyện võ người, nhiều lắm cũng chính là có chút rèn luyện khí huyết tráng hán khi đó phương hành còn không biết thế giới này có siêu phàm vũ lực khi vượt qua tháng thứ hai gia đình giàu nhất thị trấn của phương hành bị một đau chém vỡ cửa lớn giữa ban ngày ban mặt bị tàn sát hết già trẻ kẻ giết người cuốn sạch vàng bạc nghênh ngang rời đi nhìn thấy vết dao dài ba mét bên ngoài nhà phương hành mới biết được võ giả nguyên lai mạnh như vậy nếu đã như vậy nắm giữ quyền lợi và tiền bạc trên thế giới này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ có đồng dạng nắm giữ vũ lực mới có thể giữ được mạng của mình ít nhất không đến mức sinh ra như cỏ rác lập tức phương hành liền liều mạng kiếm tiền nghĩ biện pháp gia nhập phương viên trăm dặm duy nhất một cái luyện võ môn phái lại bị nói là tư chất không cao chỉ có thể ở chỗ này gánh nước làm việc vặt bất quá chỉ cần gia nhập vào kiên trì hai năm trở lên đều tất nhiên sẽ truyền thụ một môn nội công chỉ cần trong vòng một tháng luyện ra một chút nội lực, coi như là được chính thức thu hoạch đệ tử ngoại môn. Chính mình đã kiên trì hai năm, chờ sắp bị truyền thụ nội công mới đột nhiên được báo cho biết, chân chính trở thành đệ tử ngoại môn không chỉ có muốn luyện ra nội công, còn muốn lại tiến hành một lần sàng lọc. Tất cả mọi người đánh một trận, top 10 mới có thể vào ngoại môn hưởng thụ đệ tử đãi ngộ, mặc sau cho cái đánh nhau khí huyết phương pháp, bằng không đổi địa phương lại làm hai năm cu ly tiếp tục khảo bằng không liền trực tiếp về nhà sống qua ngày. Mà Phương Hành chính là tại truyền thụ nội công trước đó trùng hợp hệ thống thức tỉnh, mang tới thế giới này. Cùng Phương Hành giống nhau làm tạp công trong người còn có không ít đều hiểu chút võ nghệ, Phương Hành cũng không có sức mạnh có thể tiến vào top 10. Nhưng là tiến vào ngoại môn, là hắn duy nhất nắm giữ võ học cơ hội. Cho nên trước mắt Phương Hành cần chính là kinh nghiệm đối địch, còn có biện pháp mau chóng tăng cường năng lực bản thân nội dung vở kịch có thể tăng lên cho mình bao nhiêu còn chưa biết, chỉ có tận lực nắm chắc tất cả cơ hội mới có hy vọng lớn nhất. Vì thế, Phương Hành liền ông trước mắt một chút hy vọng cuối cùng đi tới vương phủ một chỗ hậu hoa viên. Cái này một chỗ hậu hoa viên đang một lần nữa trang trí tu sửa, chuẩn bị đem một ít hoa cỏ cây cối gì đó đều đổi một chút, đổi thành phía nam thực vật. Không bởi vì cái gì khác, bởi vì Linh cô nương thích. Hiện tại chỗ này trong hậu hoa viên cũng có không ít đồ vật, như là cái gì khối lớn gạch xanh đá xanh phiến đá, còn có chuẩn bị dựng lên đình nghỉ mát dùng xà gỗ, tảng đá núi giả loạn thất bát tao cái gì đều có. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, bên cạnh còn đặt mười mấy thanh đao, đây đều là ngày hôm qua mới từ hộ vệ trên người cởi xuống, đều là thượng hảo tấn thiết đao. Đám đại hán này đang đi dạo trong hậu hoa viên, miệng còn trò chuyện với nhau. Nơi này tốt, trồng cái hoa cái gì đáng tiếc, trên mặt đất phiến đá xanh lớn, nếu là nuôi heo trên mặt đất tốt xả nước sẽ không quá thối a à. ngươi biết cái gì cái này gọi là cao nhã cao nhã ngươi hiểu không người ta có tiền liền thích ở trong phòng nuôi cái gì không hiểu đừng nói bừa cho bọn ta mất mặt ha ha cây này đã bị đào hết rồi sao hay lát nữa tôi hỏi xem có thể vác về nhóm lửa được không ngươi xem các ngươi cái này chưa thấy qua việc đợi bộ dáng còn nhóm lửa chúng ta khiên đi bán không sao củi đáng giá một đám lớn giọng nói chuyện phương hành còn đang đi qua hành lang đã nghe thấy triệu tổng quản rất có nhãn lực đi tới phía trước chỉ huy đám đại hán này đứng vững đừng nói chuyện nữa vương gia đến rồi mới đi tới hậu hoa viên phía sau hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt bàn ghế dựa phía trên còn đặt trà cùng điểm tâm hướng về một tòa trên ghế phương hành mở miệng nói ra các ngươi muốn gì trong viện đều có từ trái qua phải dùng hết năng lực đi một người đứng bên trái đại hán này nhìn cùng những người khác cũng không kém bao nhiêu chính là bàn tay nhìn so với người khác đều thô sau khi đứng ra đầu tiên là đối phương nói vương gia tuyệt kỹ của ta là tay không đập gạch ngài chờ ta một chút a à. dứt lời trực tiếp chạy tới chỗ đặt vật liệu xây dựng phương hành nhìn hắn đi phương hướng là thả đá xanh gạch xanh phiến đá địa phương chắc là chuẩn bị lấy phiến đá xanh dù sao gạch đá xanh quá dày nhìn so với xà nhà gỗ còn rộng hơn hai vòng có thể ông lên coi như có khí lực muốn tay không mở cơ bản không có khả năng những viên gạch này đều là thợ đá từng cái từng cái khắc ra một khối gạch phải để cho một người điêu khắc bảy tám ngày dù sao nơi đây đại thanh thạch là nổi danh cứng rắn một đao chém lên cũng chỉ lưu lại cái bạch ấn ngay khi phương hành cho rằng vị đại hán trước mắt này sẽ biểu diễn một màn đá xanh đại hán giống như là tùy ý nhặt lên trên mặt đất một khối đá vụn đồng dạng nhặt lên ít nhất có hơn ba trăm cân nặng khối lớn đá xanh quá lớn không dễ vỡ a à. nói chuyện đại hán trực tiếp một chưởng đi xuống đem gạch đá cắt đứt cầm nửa khối còn lại đi về trước người phương hành vương gia ngài nhìn kỹ dứt lời song chưởng dùng sức đem gạch xanh lớn đặt ở chính giữa mười ngón gắt gao hai bên gầm nhẹ một tiếng sau đó liền bắt đầu phát lực lớn như vậy nửa khối đá xanh ở trong tay đại hán không thể động đậy, chỉ thấy đại hán hai tay đều bắt đầu phím hồng, cũng không biết là nơi nào khởi mang lực, trực tiếp mạnh mẽ đem đá xanh bóp đến cặn bã. Đại hán quát to một tiếng. Tảng đá xanh trong tay giống như là khối đất bị chia rẽ, mạnh mẽ bị bóp nát, rơi xuống đất. Đi theo thanh thạch cùng nhau rơi xuống đất, còn có phương hành chỉ ăn nửa miếng điểm tâm. Phương hành nuốt một ngụm nước bọt ngươi gọi cái này là tay không đập gạch đúng vậy vương gia đây không phải là tay không bóp nát gạch sao không phải là chẻ gạch một cái sau đó cho mở hai nửa sao vương gia ngài người thường cái kia gọi là mở gạch độ chơi kia không phải tùy tiện sự tình cái kia không thể gọi năng lực a à. ngươi nói gạch vụn vẫn luôn là cái này đúng vậy vương gia nhưng gạch nhà ngài hơi cứng không cần chút sức cũng không vỡ được nghe nói như thế phương hành gật gật đầu thì ra tay không đập gạch chính là tay không bóp nát gạch cứng như sắt là mình không hiểu chuyện nói đi cũng phải nói lại có phải thái độ của mình đối với hắn không tốt lắm không đang chuẩn bị hỏi thêm một câu đại hán xếp hàng phía sau liền khẩn cấp đứng ra vương gia tới ta rồi ta là một người có thể đánh năm người cho nên nói việc này một mình ta biểu diễn không được trong nhà ngài có người giàu có không lại đây giúp một việc. Phương Hành gật gật đầu, trực tiếp nói với triệu tổng quản bên cạnh. Chọn cho chúng ta 5 người có thể đánh tốt nhất trong phủ. Không mất bao nhiêu thời gian, năm hộ vệ đã tới, phía sau còn đi theo không ít người chuẩn bị, dù sao triệu tổng quản còn nghe thấy có người nói có thể đánh 10 người. Năm tên hộ vệ đầu tiên là tiến lên hành lễ với vương gia. Phương Hành gật gật đầu, trực tiếp nói với tên đại hán thứ hai ngươi chuẩn bị như thế nào một cái đánh năm cái? Liền trực tiếp cứng rắn đánh một trận. Đại hán lắc đầu. Vương gia, đánh nhau không phải ai cũng được sao, vậy có ý nghĩa gì? Ngài bảo năm người anh em kia đi lấy dao xuống, dùng sức chém ta. Cầu phiếu đề cử cầu sưu tầm, sách mới cái gì cũng cầu A. À. Hết chương này. Chương 6 Kỳ kỳ quái quái thế giới quan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6. Kỳ kỳ quái thế giới quan nghe người này nói như vậy, ánh mắt mấy thì vệ liền trực tiếp nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành cũng không do dự, trực tiếp gật đầu nói ra. Được, cứ làm theo lời anh. Ta xem ngươi đến tột cùng là như thế nào một cái đánh năm cái. Năm vị hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, có người đánh bạo mở miệng hỏi một câu. Vương gia. Nếu như chúng ta đem hắn chém chết, cái này kiện tụng làm sao? không đợi phương hành nói chuyện đại hán trực tiếp vui tươi hớn hở nở nụ cười không có việc gì à nếu chết tính cho ta các vị ở đây đều có thể làm chứng các ngươi yên tâm lớn mật chém không có việc gì mấy hồ vệ vừa nghe cũng đều nhao nhao đi qua lấy đao dù sao người ta nói chính là muốn chết vậy ai quản được à hồ vệ cũng không nói nhảm rút đại đao sáng loáng chém thẳng về phía đại hán một đau này vung cũng không nhanh nếu thật muốn trốn còn có thể trốn thoát nhưng đại hán cũng không tránh thậm chí trực tiếp nghênh đón ken một đau này qua đi ngoại trừ quần áo rách những thứ khác đều không phát sinh đại hán vỗ vỗ ngực tùy tiện nói dùng chút sức đi sao lại có cảm giác con trai tôi chém tôi còn mạnh hơn anh Hồ vệ nguyên bản đều nghe dại lại vừa nghe đại hán này nói những lời này trực tiếp liền xoay người cùng những người khác nháy mắt, nghĩa là không buông tay, chặt mạnh vào. Một lát sau, năm thanh cương đao ở trong hậu hoa viên liên tục huy động, đao đao phê đều là chỗ yếu hại của thân thể. ở trong một trận đao quang này, chỉ thấy không ngừng bay ra quần áo mảnh nhỏ, trừ lần đó ra chính là không ngừng như rèn sắt thanh âm len ken. đổi thành người bình thường, hiện tại đã thành nhân thịt nhưng vì trước mắt phương hành này ngoại trừ quần áo bị chém thành vải ra, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dừng lại, không cần chém. Các ngươi chém xuống cũng không có tác dụng gì, nghỉ ngơi đi. Thanh âm phương hành mang theo vài phần tỉnh táo truyền đến tai mấy thị vệ. Bây giờ hắn đã hiểu. Thế giới này nhìn giống như căn bản là không có võ công gì, kỳ thật vũ lực của thế giới này đã bắt đầu thái quá nhưng tại sao trong một thế giới yêu đương lại có loại vũ lực này? Nhìn mười mấy người trước mắt, Phương Hành trực tiếp hỏi. Các ngươi trên cơ bản đều có loại năng lực kém không nhiều lắm đúng không? Một đám đại hán nhau nhau gật đầu. Chúng ta luyện không giống nhau, năng lực cũng không giống nhau, nhưng đánh nhau cũng không kém nhiều lắm. Đều là như vậy, có đánh có đánh, kỳ thật cũng không phân biệt được cao thấp gì. Phương Hành gật đầu, lập tức vung tay lên, nói với những đại hán này các ngươi đều lưu lại hộ vệ trưởng ban trong phủ ta lấy bao nhiêu tiền các ngươi lấy gấp ba từ hôm nay trở đi các ngươi liền bắt đầu làm hộ vệ của ta cũng làm ta tập võ sư phụ nhưng phương hạnh nói xong cái này ra giá về sau những đại hán này trên mặt cũng không có rất vui vẻ triệu tổng quản cho rằng đám đại hán này không biết hộ vệ trưởng vương phủ bao nhiêu bạc vào lúc này vội vàng mở miệng nói trong vương phủ hộ vệ trưởng ban một tháng là hai mươi lượng bạc các ngươi lấy chính là sáu mươi lượng một năm hơn sáu trăm lượng bạc hoa văn coi như là mở cái tử lâu kiếm cũng không có các ngươi nhiều a à. còn không mau cảm ơn vương gia đám đại hán này đều là lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau lẫn nhau xô đẩy muốn cho người khác mở miệng nói chuyện nửa ngay đại hán vỡ gạch đứng dậy lấy can đảm hỏi một câu vương gia tiền có thể ít một chút quản cơm được không? Được, ăn cơm quản đủ rồi. Vậy, ăn thịt. Như nhau quản đủ. Lời này vừa nói xong, một đám đại hán cái này vui vẻ, trực tiếp lớn tiếng hoan hô lên. Thấy một màn như vậy, Phương Hành hướng triệu tổng quản bên người vẫy vẫy tay. Bên ngoài một con dê bao nhiêu bạc? Một lượng nhiều không đến hai lượng. Vậy bọn họ một tháng hơn mười con dê bạc không cần, muốn ta quản cơm có thể là bọn họ ăn nhiều triệu tổng quản cũng không biết trả lời vương gia như thế nào một tháng sáu mươi lượng bạc chính mình làm quản gia hơn hai mươi năm một năm cũng mới lấy một ngàn lượng a à. này một ngàn lượng còn coi như là bình thường ban thưởng đâu rồi thật nếu tính ra chính mình còn không có đám này đại hán kiếm được nhiều lắm cứ như vậy những người này cư nhiên chỉ muốn cái này có thể quản cơm nghĩ như thế nào a à? phương hành đứng lên phân phó triệu tổng quản tìm cho bọn họ một ít phòng trống ở sau đó sắp xếp tan ca xem là làm mấy ngày nghỉ mấy ngày về phần hoa viên này cũng không cần làm hoa cỏ gì đổi một sân luyện võ bọn họ sẽ xây cái gì ở đây nói cho làm việc tranh thủ thời gian đem nơi này tu sửa tốt ta cho thêm hai tháng tiền công sau khi phân phó xong có người trực tiếp vung tay lên với đám hạ nhân chung quanh hôm nay ta cao hứng trong phủ trên dưới tất cả mọi người cầm nhiều một tháng bạc xem như thưởng tiền sau một phen thao tác này đám đại hán luyện võ thật cao hứng làm việc ở vương phủ cũng rất cao hứng vương phủ nhóm hộ vệ càng là đặc biệt cao hứng về sau bảo hộ vương gia loài chuyện này cũng cùng bọn hắn không quan hệ dù sao việc này lấy tiền nhiều quan hệ cũng lớn một cái làm không tốt chính là đầu rơi xuống đất sự tình tuy rằng không cần bọn họ bảo vệ vương gia nhưng cũng không nói không cần bọn họ sau này canh gác tuần tra có thể mỗi tháng cầm được mấy lượng bạc trên đời này nào có chuyện tốt như vậy kế tiếp phương hành liền một lần nữa trở lại thư phòng cân nhắc ngày mai bắt đầu làm gì về phần những người khác tự nhiên là nên làm gì làm gì thời gian nhoáng lên một cái đến tối rồi phương hành lúc này đây gọi người chuẩn bị cơm rốt cục không phải đưa đến địa phương khác trân tu mỹ vị theo thứ tự bày lên bàn mặt trên có gà có cá có sơn trân có hải vị tính riêng một bàn nguyên liệu này ở khách sạn lớn đã phải mấy ngàn đồng nhìn một bàn đồ ăn lớn trước mắt phương hạnh không khỏi cảm thán một câu vương triều phong kiến chính là không được a à, cuộc sống của một vương gia quý tộc xa hoa lãng phí như vậy có một nói một ta rất thích dứt lời liền bắt đầu thưởng thức bữa chính đầu tiên đi tới thế giới này từ xuyên việc đến bây giờ cũng liền ăn chút điểm tâm đỉnh, đến bây giờ trời đều tối, phương hành cũng thật sự là đói đến khó chịu. Đang há to miệng ăn cơm. Linh cô nương đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa, dẫn phát một phần kịch bản biến hóa, kịch bản thêm 100 phương hành. Tình huống gì vậy? Chiều nay mình thật sự là cái gì cũng không làm a. À. Sao linh cô nương này lại nghĩ như vậy, thái độ đối với mình lại phát sinh biến hóa cái này không giống như là cái kia xuyên qua tới vương phi tầm tính tốt một nhóm ngoại trừ thay đổi nội dung vở kịch những thứ khác căn bản là không có tâm tư gì với mình phương hành vừa nghĩ thuần miệng phân phó bữa cơm bên vương phi nhớ chuẩn bị kỹ càng ngao còn có linh cô nương bên kia cũng đừng quên đợi ta đi linh cô nương một chuyến tổng quản ngươi dẫn đường tuy rằng nói có thể đạt được nội dung vở kịch đích thật là chuyện tốt nhưng vẫn không minh bạch như vậy, trong lòng cũng cảm giác là lạ, lạ. Vạn nhất linh cô nương này hát hóa, muốn giết chết mình thì làm sao bây giờ? Không bằng tối nay đi một chuyến, nhìn xem linh cô nương này hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Hết chương này. Chương 7 Nghĩ mãi mà không rõ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 không hiểu Ngọc Trúc Phòng Đây là phòng vương gia đặc biệt xây cho Linh Cô Nương lại từ Nam Cương trước khi trở về, vương gia trước hết là một phong thư đưa đến trong phủ, sai người trước khi hắn trở về đem tòa nhà này xây xong. Gạch ngói gỗ đều có thể coi là nhất đẳng tốt. Toàn bộ vương phủ, thời điểm ngọc trúc phòng kiến tạo chi tiêu lớn nhất. Đồ dùng trong nhà nhất định phải do cửa hàng hoàn thành làm tốt đưa tới, đồ sứ sử dụng nhất định phải là lò nung trong cung thượng phẩm, tơ lụa lăng la chỉ có thể mua từ trang web tơ lụa tốt nhất Giang Nam hoa viên nhỏ phía sau sưu tầm đều là hoa cỏ quý hiếm trời Nam Biển Bắc, mỗi mùa đều phải đổi, chính là phải làm được hương hoa bốn mùa thường có. Bình phong trong phòng đều dùng gỗ trầm hương, tỏa ra một loại hương vị lịch sự tao nhã. Cho dù chỉ là mấy tấm sơn thủy treo trên tường, đều là tác phẩm xuất sắc do đàn thanh đại sư đương đại tự tay viết. Tuy rằng vương phủ là ở phương Bắc, nhưng toàn bộ ngọc trúc phòng hình thức đều là phương Nam phong cách, chính là vì để cho Linh cô nương nhìn cảm thấy thư thái bên trong hầu hạ nha hoàn cũng đều là chọn lựa ra tốt đến, mỗi người đều là cẩn thận cẩn thận tính tình. Cách Ngọc Trúc phòng không xa còn một mình mở một phòng bếp, cam đoan Linh cô nương muốn ăn cái gì trước tiên là có thể ăn được. Có thể nói toàn bộ vương phủ bên trong coi như là vương gia vương phi gian phòng thêm cùng một chỗ, cũng không có cái này nhìn như bình thường Ngọc Trúc phòng đáng giá. Ngày thường, vương gia cơ hồ ngoại trừ cần xử lý một ít chuyện nhỏ bên ngoài, đều là cả ngày dính ở Ngọc Trúc phòng có thể nói những ngày này nơi này đều là tràn ngập tiếng cười nói. Ngay cả nha hoàng hầu hạ nơi này, đều nói vương gia đối với Linh cô nương thật sự là một mảnh chân tâm, là vợ chồng ân ái nhất đẳng trên đời này. Về phần công chúa lúc trước, chẳng qua là làm nền mà thôi. Thậm chí không ít nha hoàng còn lặng lẽ nghị luận, nói nếu không phải Linh cô nương vì thanh danh của vương gia, đã sớm ngồi lên vị trí vương phi hiện tại. Chắc chắn rồi bọn nha hoàng nói như vậy cũng là bởi vì các nàng ở ngọc trúc phòng nói chuyện cũng đều là cho linh cô nương nghe được bình thường các nàng vừa nói cái này linh cô nương sẽ khiêm tốn vài câu sau đó ban thưởng chút bạc vụn hoặc điểm tâm bất quá hôm nay bọn nha hoàng tất cả đều ngậm chặt miệng của mình cái gì cũng không dám nhiều lời từ sau khi linh cô nương khóc lóc trở về không khiến ngọc trúc phòng này liền thay đổi vương phủ tuy rằng lớn nhưng cũng chỉ có nhiều người như vậy về vương gia bên kia xảy ra chuyện gì không tới nữa canh giờ toàn phủ người liền biết vương gia đầu tiên là để cho vương phi trở về tẩm cung cuộc sống hết thảy trở về nguyên dạng tiếp theo cự tuyệt thỉnh cầu gặp mặt của linh cô nương sự tình đến đây tất cả mọi người còn cảm thấy không tính là đại sự gì dù sao vương gia niệm chút tình cũ có chút tâm tình không tốt cũng là lẽ thường nhưng những gì xảy ra tiếp theo thì khác linh cô nương đi gặp vương gia lại bị Vương Phi mắng khóc, Vương Gia cư nhiên cũng không ngăn cản. Sau khi trở về, Vương Gia cũng không đến an ủi, càng là trực tiếp trút lui về sau đến Ngọc Trúc phòng ăn cơm an bài. Chỉ còn lại một mình Linh cô nương ở bên cạnh bàn vừa ăn vừa khóc. Khóc mệt mỏi, thật vất vả ở buổi chiều ngủ một hồi, kết quả vừa rời giường liền biết được Vương Gia an bài cho mình hậu hoa viên không có. Thậm chí còn thu một nhóm tráng hán luyện võ thô kệch nói đối với những người đánh đánh dết dết kia cảm thấy rất hứng thú liên tiếp mấy lần ba phen đã kích linh cô nương trực tiếp thể xác và tinh thần đều mệt mỏi ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn ngay khi tất cả mọi người cảm thấy linh cô nương lần này có thể là mất ân sủng triệu tổng quản vào lúc này lại đột nhiên gửi thư tới linh cô nương vương gia nói hắn ăn xong sẽ tới ngài nên chuẩn bị trước đi một câu này xem như cứu sống ngọc trúc phòng không khí trầm lặng tất cả nhà hoàng đó là lau bàn lau bàn, quét rác quét rác, điểm tâm bày trên bàn cũng đều đổi thành mới nhất, ngay cả cỏ dại trong bồn hoa hậu viện cũng bị nhổ ra. linh cô nương lần này đều trang điểm. lúc trước trên bàn trang điểm những thứ phấn son phấn đắt tiền kia, từ trước đến nay đều là đụng cũng không đụng. không đợi lâu đâu, phương hành không vội không vội đi tới. hôm nay đói bụng một ngày, vừa mới ăn có chút no, vừa lúc đi tới xem như tản bộ bất quá quan trọng nhất chính là nhìn xem cái này trong đầu luôn nghĩ loạn linh cô nương đừng hướng hắc hóa phương diện đi là tốt rồi dù sao cũng là thế giới nữ tần tư duy ở đây nghĩ như thế nào phương hành thật sự không hiểu hắn duy nhất tiếp xúc qua chính là đã từng bị buộc bất đắc dĩ xem qua một ít cung đấu kịch đoạn ngắn bên trong phi tử hoàng hậu gì đó giống như đều đặc biệt dễ dàng hắc hóa từng phút giết chết cái hoàng đế hài tử biểu hiện thủ đoạn không biết hoàng đế đã làm gì hậu cung đánh nhau toàn muốn giết chết hài tử khiến cho nhiều lão bà như vậy cũng không có mấy đứa con các phi tử một lời không hợp liền tặng mũ cái gì mà thanh mai trúc mã của thị vệ người y có đôi khi hài tử từ bên ngoài đến sống rất tốt hài tử của hoàng đế toàn bộ đã chết tuy rằng phương hành hiện tại cũng liền một cái vương phi cùng một cái linh cô nương nhưng là hai cái này một cái nghĩ ra cung một cái hiện tại không biết nghĩ như thế nào Phương Hành Vi chính mình sẽ không đội mũ cũng phải hảo hảo chiếu cố một chút hai vị này. Cho dù thân phận của mình là xuyên Việt tới, cũng không muốn làm cái này đội đầu lên. Vương gia giá lâm. Triệu tổng quản hô một tiếng, trực tiếp nhắc nhở Linh cô nương bên trong còn đang trang điểm lại. Linh cô nương cúng quyết đứng lên, trực tiếp chạy tới cửa. Lúc trang điểm, Linh cô nương cảm thấy, có phải mình gần đây cùng vương gia đưa ra yêu cầu có chút quá đáng, để vương gia có chút không vui, cho nên mới cố ý xa lánh mình dù sao chính mình muốn được đại lễ cưới nhập môn cũng đích xác cùng cái kia đáng giận vương phi nói như vậy thật sự là làm cho vương gia khó xử có thể vương gia vẫn luôn là bởi vì nguyên nhân của mình không có biểu hiện ra ngoài đi vậy mình hiện tại hẳn là hảo hảo bồi vương gia để vương gia một lần nữa nhớ lại những thời gian ôn nhu này đến lúc đó cũng sẽ không như vậy tuy nhiên nên bắt đầu bằng cách nào đây lúc này Phương Hành đang định vào cửa, hai bên cạnh thị nữ rất có nhãn lực hỗ trợ mở cửa. Còn chưa đi vào bên trong một bước, linh cô nương đã vọt ra. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, cánh cửa rõ ràng như vậy cư nhiên đem linh cô nương vẫn ở chỗ này vấp ngã. Hai người khoảng cách cực gần, vốn linh cô nương hẳn là sẽ trực tiếp bổ nhào vào Phương Hành trong lòng, biểu hiện ra khác loại anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Phương Hành ăn quá nhiều, thấy người tới thân thể theo bản năng lui về phía sau. Linh cô nương đầu trực tiếp liền đỉnh lên phương hành bụng, đụng cái đầy cõi lòng. Vừa mới ăn no bụng. Bị đụng như vậy. Phương hành lúc ấy mặt đều trắng bệt. run rẩy giơ ngón tay lên chỉ Linh cô nương vẻ mặt mờ mịt, đau đến nói không ra lời. Chậm lại một chút, mạnh mẽ đè xuống cảm giác buồn nôn, lúc này mới cắn răng nói. Ngươi có phải có bệnh hay không? Nói xong câu đó, Phương Hành rốt cuộc nhịn không được nữa, nghiêng đầu đi liền qua qua nôn ra. Một bên nôn, một bên còn ở trong lòng đáng tiếc. Chết tiệt. Bữa cơm này ăn không công. Hết chương này. Chương 8. Hoáng vị. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 đổi chỗ. Phương hành sắc mặt trắng bệch ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt còn thỉnh thoảng co rút. Vừa rồi cái này bị đỉnh lần này, cũng không biết là đụng ở đâu, coi như là đều phun ra nước chu còn một sức đau. Phương Hành dự liệu qua rất nhiều khả năng bị thương, duy chỉ không nghĩ tới là ngã vào trên đầu Linh Cô Nương nhìn như trói gà không chặt này. Người trong ngọc trúc phòng hiện tại trong ngoài đều không dám thở mạnh. Ngay cả hầu hạ nha hoàng đều toàn bộ cúi đầu, nhìn cũng không dám tới nhìn một cái. Dù sao vương gia ở cửa phòng nông ra một đống đồ kia, bây giờ còn chưa dọn dẹp sạch sẽ đâu. Linh cô nương ủy khuất đứng ở một bên, cũng không biết hiện tại nên làm những gì cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy đổi thành bình thường thời điểm coi như là chính mình không cẩn thận đã thương vương gia chỉ sợ vương gia cũng đều sẽ cười trừ hoàn toàn không thèm để ý nhưng vết thương lúc trước đều là một chút trầy da ngay cả da cũng không rách cũng tương đương với chơi đùa mà thôi nhưng hôm nay thì khác thời gian một nén hương trôi qua vương gia còn thường thường ho khan một tiếng hết sức áp chế nước chua tiếp tục phun ra bên ngoài. Là người đều nhìn ra được, vương gia đây là thật đau a. À. Đã nghỉ ngơi một hồi, còn trắng mặt không nói lời nào. Vương gia. Ta không phải cố ý. Do dự một lúc lâu, Linh cô nương mang theo biểu tình ủy khuất mà quan tâm đi tới bên người phương hành, đưa tay bắt đầu vỗ sau lưng phương hành. Ngươi không sao chứ? Phương hành trầm mặt không nói. Không phải không muốn nói chuyện, là hiện tại thật sự không thể nói chuyện vừa mở miệng đã cảm thấy nước chua trong bụng đều phải đi ra nhưng nôn thời gian dài như vậy thật sự là không có sức nôn hiện tại tình nguyện nghẹn cũng không muốn tiếp tục nôn thấy mình cũng xin lỗi phương hành cư nhiên còn không trả lời mình nước mắt linh cô nương lại không tự chủ được lạch cạch rơi xuống trước đây chưa bao giờ như vậy lần đó cho dù là chính mình không nhỏ động tâm vương gia đại ấn của hắn đắp lên chơi đùa cũng chỉ là làm nũng sẽ không tức giận. Chẳng lẽ vương gia thật sự giận mình, lại bởi vì chuyện vừa rồi đối với mình càng có ý kiến sao? Linh cô nương một bên rơi nước mắt, trên tay cũng không dừng lại, từng chút từng chút vỗ ở phương hành trên lưng. Quay đến dạ dày phương hành cấp tóc quay cuồng. Phương hành xoay người kéo cánh tay Linh cô nương, cau mày lắc đầu. Ý tứ kia kỳ thật là ngươi đừng chụp, chụp nữa ta nhịn không được. Linh cô nương lại cho rằng phương hành ghét bỏ mình, coi như là xin lỗi cũng không tiếp nhận lần này linh cô nương đều ngay dại nguyên bản chuyện hôm nay đối với linh cô nương chính là đã kích liên tục lần này đã kích càng lợi hại tất cả quá khứ của vương gia lúc trước giống như đèn kéo quân xuất hiện ở trước mắt từng màn trải qua ở giữa đều giống như là đứng ở góc độ của người thứ ba trải qua một lần nữa chính mình những cái kia yêu cầu nhỏ tiểu nghịch ngợm tiểu ý kiến ở người thứ ba góc độ kia cơ hồ đều là cố tình gây sự chẳng qua vương gia đối với mình quá yêu, chính mình cũng không cảm thấy có cái gì sai. Bất quá là thời gian hoảng hốt. Tư duy của Linh Cô Nương đã xảy ra biến hóa cực lớn. Linh Cô Nương đối ký chủ tâm tính phát sinh biến hóa, khiến cho một bộ phận nội dung vở kịch biến hóa, trước mắt tâm tính đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục gia tăng nội dung vở kịch, kịch bản thêm 500, phương hành. Thật sự không muốn nói gì nữa. Sao Linh Cô Nương lại nhạy cảm như vậy? không phải là không cho quay sao, như thế nào còn tâm tình sụp đổ chứ? Tâm tính biến hóa sẽ ảnh hưởng nội dung vở kịch, thay đổi tâm tính đạt được kỳ thật liền tương đương với trước một ít nội dung vở kịch trải rác, tương đương với trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trải rác. Hiện giờ tâm tính đã đạt tới cực hạn, về sau cuộc sống hàng ngày mặc kệ như thế nào cũng sẽ không có thu hoạch nội dung vở kịch nữa. Còn lại nội dung vở kịch phỏng chừng chỉ có những nội dung máu chốt kia trong vòng một ngày đã cống hiến toàn bộ nội dung vở kịch rải rác hàng ngày linh cô nương này xem như phúc tinh sao phương hành trầm tư một chút hẳn là tính mặc dù nói mình thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì cầm lấy bên cạnh chén nước uống một ngụm nước bình phục một chút dạ dày của mình lúc này mới mở miệng nói ra anh ách anh không cần suy nghĩ quá nhiều có một số việc cũng nói không rõ thật đấy chuyện tối nay ta cũng không trách ngươi, cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Sau này nên thế nào thì thế ấy, anh đối với em vẫn sẽ rất tốt. Phương Hành nói thật. Cuối cùng hai câu này cũng là an ủi vị Linh cô nương này một chút, đừng để cho nàng cảm thấy sẽ có chênh lệch, do đó làm ra chuyện gì không tốt. Những phi tử hắc hóa trong phim truyền hình đều là một ý niệm sai lầm, nguyên nhân chính là không được lý giải và giải thích gì. Cuối cùng giết chết hoàng đế, hoàng đế cũng không hiểu vì sao. Nói những lời này, cũng là để cho Linh cô nương này ngàn vạn lần đừng đi sai đường. Dù sao mình cũng không muốn giết chết đại mỹ nhân này. Linh cô nương lúc này giơ tay lên, lau nước mắt của mình một chút, tiếp theo rất ôn nhu gật đầu, vẻ mặt nhu thuận đợi ở bên cạnh phương hành. Bưng trà rót nước, nói chuyện phím, hai người vào lúc này có vẻ rất hòa hợp. Phương hành không cảm giác có cái gì. Tuy rằng hiện tại chỉ là nói chuyện phím bình thường, cũng có thể phát hiện vị linh cô nương này hình như cũng rất biết chiếu cố người khác. Nói chuyện cũng ôn nhu, cũng không đề cập tới yêu cầu gì, càng không có hành động gì làm cho người ta không thoải mái. Nếu vẫn như vậy, cũng trách không được vị vương gia tiền thân này lại mê luyến linh cô nương này như thế. Dù sao mỹ nhân lớn lên thiên tư quốc sắc còn tri kỷ như vậy, trên đời này có mấy nam nhân ngăn được loại hấp dẫn ôn nhu hương này. Hai người ở trong ngọc trúc phòng coi như là vừa nói vừa cười nhưng đám nha hoàng hầu hạ trong ngọc trúc phòng lại có chút không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Lúc trước, vương gia tới đều là trước tới hỏi một chút Linh cô nương thế nào, sau đó ăn cơm nói chuyện phím. Một bữa cơm xuống vương gia phỏng chừng ăn không được mấy miếng, đều hết sức chuyên chú gấp thức ăn cho Linh cô nương. Linh cô nương muốn ăn cái gì, chỉ cần ánh mắt tới, độ của vương gia sẽ tới. Ăn tôm, không nói không cần lột vỏ, ngay cả dấm chua cũng không cần Linh cô nương động thủ dính, vương gia trực tiếp bắt đầu đưa đến trong miệng. Sau khi ăn xong vương gia lại hỏi cái gì hôm nay tứ hoa có mệt hay không, tay đánh đàn có đau hay không, cổ tay viết chữ có đau hay không, sau đó liền xoa vai bóp cánh tay cho Linh cô nương. Lúc nói chuyện đều là Linh cô nương nói cái gì vương gia nói cái đó. Nếu Linh cô nương nói gần đây mình đọc sách gì, vương gia ra khỏi cửa lớn ngọc trúc phòng này liền đi tìm một quyển sách giống nhau đọc có thể nói là cực kỳ dịu dàng săn sóc nhưng bây giờ vương gia không còn quan tâm nữa linh cô nương vội vàng cùng vương gia bên cạnh bưng trà đưa nước đưa điểm tâm còn hỏi vương gia hiện tại có muốn ăn thêm chút gì hay không nếu thủ hạ không tiện chính mình cũng có thể đi làm ngay bây giờ nghe thấy vương gia nói hôm nay ở thư phòng ngay người một ngày trực tiếp đứng dậy cho vương gia xoa bả vai linh cô nương như vậy làm cho tất cả nha hoàng ở đây đều ngây ngẩn cả người nhìn vương gia vẻ mặt hưởng thụ, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Như thế nào cảm giác hết thảy trước mắt này đều ngược lại đây. Hết chương này. Chương 9. Võ phu bọn họ lập đại công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9. Các võ phu lập công lớn ngay tại thời điểm trong Ngọc Trúc phòng một mảnh hài hòa. Triệu tổng quản đột nhiên tới, nói có chuyện quan trọng bẩm báo nhưng nhìn thấy một màn trước mắt này, nói một nửa liền bị kẹt. Tình huống gì? Vương gia đứng lên rồi. Linh cô nương cư nhiên hầu hạ vương gia. Có chuyện gì quan trọng bẩm báo? À, ách. Vương gia, nếu không cho phép ta một mình cùng ngài. Không cần, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ách, vương phi trèo tường chạy trốn bị các võ sư ngài vừa nhận bắt, bọn họ không tin đó là vương phi, bây giờ còn không dám thả người. Vương phi tạm thời buông tha rời đi vương phủ, nội dung vở kịch phát sinh cực độ lệch lạc hiện tại tăng 800 điểm, lời nói của Triệu tổng quản cùng hệ thống nhắc nhở cơ hồ là đồng thời xuất hiện, khiến cho Phương Hành cũng không biết hiện tại nên làm ra biểu tình gì. Vui không thích hợp, không vui cũng không thích hợp. Phương Hành ông đầu, có chút bất đắc dĩ nói. "Dẫn ta đi. Trên đường ngươi nói với ta một chút, đây rốt cuộc là tình huống gì?" Hai người vội vàng rời khỏi Ngọc Trúc Phòng, Linh Cô Nương còn đặc biệt đưa đến ngoài cửa, hành động này làm cho Triệu Tổng quản liên tiếp ghé mắt. Kỳ thật buổi tối hôm nay rời khỏi Vương Phủ, nguyên bản chính là Vương Phi buổi chiều đã nghĩ kỹ sự tình. Vì thế, tại buổi chiều dỗi xong Bạch Nguyệt Quang về sau, Vương Phi còn đặc biệt ở trong phòng bắt đầu hoạt động thân thể, vì buổi tối chạy trốn làm chuẩn bị. Thậm chí còn đặc biệt hỏi mọi người một ít vải đen, tự mình ở trong phòng làm một bộ áo dạ hành vào buổi tối tất cả đều rất bình thường tốt xấu gì xuyên việc tới trước kia là luyện qua võ lấy vương phi thân thủ mặc một thân quần áo đen tại trong vương phủ du tẩu cũng vẫn đều không ai phát hiện gần đến hai bức tường cuối cùng vương phi vừa mới lên đầu tường liền phát hiện bên cạnh ngồi sống một đại hán lưng hùng vai gấu trộm a à? a à, không phải nữ tặc hiểu lầm thật không phải vậy ngươi mặc bộ đồ này trèo tường làm gì chạy trốn trộm đồ muốn chạy đúng không ngươi đừng nói bừa ta không phải người như vậy vậy thứ trong này là của anh sao có một phần hẳn là của ta nói đến đây đã giải thích không rõ vương phi vốn muốn dựa vào thân thủ kiếp trước trực tiếp lắc mình cấp tốc chạy trốn nhưng ngồi xổm ở đầu tường đại hán hành động giống như là một con linh hoạt bồ câu không chỉ có tốc độ xa so với vương phi nhanh hơn thân pháp cũng hoàn toàn nghiền ép mắt thấy căn bản chạy không thoát vương phi cũng nóng nảy chuẩn bị đánh lại thấy đại hán trực tiếp một quyền đem cây liễu bên cạnh đánh gãy ngươi đừng chạy nếu không là nghe thấy trên người ngươi mang đồ vật len ken vang ta sợ không cẩn thận đánh hỏng vương gia đồ vật hiện tại sớm bắt ngươi hai mươi hồi vậy ngươi không được đuổi theo ta bằng không ta đem đồ vật đều ném nếu ngươi dám uy hiếp ta liền trực tiếp đánh chết ngươi, ngã hỏng còn tốt hơn là mất. Lúc đó công chúa dừng lại. Có một nói một. Một quyền đánh gãy cây liễu, lực đạo này với thân thể hiện tại của nàng chưa chắc đã chịu đựng được. Tiếp theo là chuyện vương phi đứng tại chỗ, đại hán dùng giọng gọi những người khác tới bắt trộm. Có thị vệ biết vương phi, vì thế liền lặng lẽ đi qua thấp giọng nói với đại hán. Huynh đệ, bắt nhầm rồi vị này là vương phi chính là vợ của vương gia cô ấy không thể là kẻ trộm đại hán trực tiếp chỉ về phía vương phi đừng mẹ nó lừa ta làm gì có công chúa nào mặc áo dạ hành trộm đồ treo tường các ngươi có bắt hay không không bắt ta giết chết a à? bọn thị vệ vội vàng ngăn cản gắt gao túng lấy chân đại hán huynh đệ ngươi đừng a à? ngươi chờ ta cho ngươi gọi người đi gọi người ngươi tin tưởng nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng động thủ. Lại nói huynh đệ ngươi quen ai trong phủ, ai là người ngươi quen, ngươi mau nói chúng ta đi tìm người. Đại hán suy nghĩ một chút. Sau khi ta vào đây, hình như đã quen biết vương gia. Những người khác đều không gọi được. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, vương gia. Hiện tại đám đại hán kia đều đi, còn tưởng rằng là trong phủ chúng ta tập thể nháo tặc, đây là bắt đồng bọn của bọn họ, cho nên một đám thị vệ mới liên tục nổi lên lừa gạt bọn họ triệu tổng quản vừa nói biểu tình trên mặt cũng lộ vẻ rối rắm này mới đưa tới các võ phu là thật sự rất tận tâm đấy buổi tối không có việc gì lại còn hỗ trợ tuần tra trung thành cũng rất tốt đối với vương gia trung thành rất lớn chính là chuyện này à nói như thế nào khó chịu như thế nào làm quản gia mấy năm nay triệu tổng quản lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như vậy nói chuyện, phương hành cùng triệu tổng quản cũng đều đi tới chỗ bắt được vương phi. một đám thị vệ ở ngoài cùng, ở giữa mười mấy cái võ phu, trong cùng là vương phi dựa vào tường đứng. bất quá chính là trước mắt kỳ quái như vậy trang cảnh, cũng không thể ngăn cản vương phi nói chuyện. các ngươi luyện như thế nào a? À? cảm giác hoàn toàn không giống với ta. các ngươi đều cao lớn thô kệch như vậy là bởi vì vấn đề luyện pháp sao? có hay không cái gì võ công bí tịch dạy ta? ta kỳ thật cũng đặc biệt ưa thích luyện võ, ta còn cầm qua võ thuật quán quân đâu này. Nếu ta là Vương Phi, có thể bái các ngươi làm sư phụ chân truyền hay không? Bằng không đừng theo Vương Gia lăn lộn, hắn đầu óc không tốt, theo ta ra ngoài lăn lộn cam đoan lăn lộn rất khá. Công chúa đang tìm cách đạo chân tường. Chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng ho khan. ngẩng đầu nhìn lên, chính thức chính mình vừa mới nói đầu óc không tốt lắm Vương Gia. Nhìn sắc mặt Phương Hành thật sự là không tốt, Vương phi cũng có chút xấu hổ, chột dạ hỏi một câu. Đến đây lúc nào? Ngươi nói ngươi thích luyện võ liền tới đây. Ngào, đằng sau. Ta nghe được rõ ràng. Thì vệ và tổng quản chung quanh đều cúi đầu xuống. Vừa rồi Vương phi nói cái gì, không nghe không nghe. Phương Hành tẩu tiến lên, trước tiên nói với một đám đại hán. Nàng đích thật là ái phi của bổn vương nhưng các ngươi làm cũng không tệ. Đương thưởng. Các ngươi có muốn thứ gì không? Trong đám đại hán có một người giơ tay lên. Vương gia, sau này chúng ta cũng quản bữa khuya được không? Chúng ta ăn nhiều, một ngày ba bữa không đủ. Phương Hành gật gật đầu. Được, sau này đặc biệt tìm mấy đầu bếp chuẩn bị cơm cho các ngươi. Các ngươi đều trở về đi, những người khác cũng đi. Đám võ phu vui vẻ trở về, tự hồ có thể ăn nhiều một bữa chính là chuyện cực kỳ vui vẻ. Đám thị vệ cũng vội vàng rời đi. Chỉ còn lại công chúa và hoàng gia. Vương Phi nhìn Phương Hành, ánh mắt có chút phiêu đảng. Chạy trốn không xấu hổ, nhưng bị bắt mới xấu hổ. Húng chi mình còn nói hắn não tàn trước mặt nhiều người như vậy, vạn nhất vương gia này gọi người nhốt mình trong phòng tối thì làm sao bây giờ? Kỳ thật hiện tại cho dù đem chính mình đưa vào tôi tớ phòng thậm chí hầu hạ cái kia linh cô nương giá trị đều nguyện ý, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp từ người nọ thân học công phu, chính mình cũng không ngại chịu nhục. Phương Hành nhìn Vương Phi không nói lời nào, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là trực tiếp đưa tay cầm lấy bao quần áo trên cánh tay nàng, lạnh lùng nói. Đi thôi. Theo ta trở về phòng. Hết chương này. Chương 10 Luyện võ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Luyện võ sáng sớm hôm sau, Phương Hành từ tẩm điện của Vương Phi đi ra, duỗi lưng một cái. Đêm qua ngủ quá mệt mỏi. Vương Phi này sau khi trở về trực tiếp liền ông chăn núp ở bên giường, một đôi mắt cùng phòng sói giống nhau nhìn. Phương Hành thật sự là không có tâm tình làm chuyện gì, trực tiếp hướng bên giường một chuyến liền ngủ mất. Kết quả ngủ thẳng đến nửa đêm, đã bị đè tỉnh một cái chân trắng lớn liền trực tiếp đặt ở trên bụng mình, thở đều không lưu loát. Đem đùi nâng đi tiếp tục ngủ, ngủ thiếp đi liền cảm giác bị đẩy đến dưới giường. Khó khăn lắm mới chen chút được một chỗ trên giường, kết quả Vương Phi bắt đầu nói mớ. Cái gì mà ô a ô đáng yêu, đần độn loạn thất bát tao cũng không biết mơ thấy cái gì. Sau khi ngủ, lúc tỉnh lại cánh tay của mình đã không cử động được. Nhìn sang bên cạnh, cánh tay đang bị Vương Phi dùng làm gối đầu, trực tiếp cho mình ngủ tê dại phương hành đêm nay tỉnh lại nhiều lần công chúa ngủ quá kém cũng chính là chân thật sự là đủ trắng mới là để cho phương hành kiên trì ngủ tiếp duy nhất động lực sáng sớm thức dậy vương phi cũng không nói gì phương hành cũng không nói gì hai người yên lặng ăn điểm tâm phương hành liền trực tiếp rời đi tẩm cung chuẩn bị đi tìm những đại hán kia tâm sự đối với hiện tại phương hành mà nói coi như là lại trắng đùi đều so ra kém một cái có thể học tập võ công, một cái hưởng lạc, một cái cầu sống, hai cái này đến tột cùng là cái nào quan trọng hơn căn bản không cần nhiều lời. Tại phương hành đi tới luyện võ trường thời điểm, một đám đại hán cũng đã sớm toàn bộ viên đến đông đủ, tất cả đều tại cái này sáng sớm sương sớm đều không có biến mất thời điểm cũng đã bắt đầu đánh thức thân thể. Chính là phương pháp rèn luyện, thoạt nhìn có chút đáng sợ, có người dơ xà nhà nhảy tại chỗ có người hai tay vung lên vung xuống vật liệu đá ngàn cân, còn có hai tay nện rầm một khối quái thạch. Nhìn những mảnh vụn trên mặt đất, hình như là núi giả chuyên môn đưa tới. Hiện tại đã sắp búa thành đá vụn rồi. Thấy vương gia tới, một đám đại hán vội vàng tiến lên hành lễ. Phương Hành đối với chuyện này ngược lại không sao cả. Ngày hôm qua chỉ là đơn giản gặp mặt, còn không biết những người này tên là gì, hôm nay cũng là đều giới thiệu một chút đám đại hán nhất nhất nói tên, cũng đều là dân chúng bình thường cách gọi. Ngay sau đó, Phương Hành bắt đầu hỏi. Võ này, là luyện như thế nào? Mất bao lâu mới có thể luyện thành như vậy? Có cách nào nhanh nhất không? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, vương gia, nếu không chúng ta nói cho ngươi biết lai lịch võ học một chút. Tiếp theo, đông đảo đại hán tự ngươi một lời ta một câu bắt đầu cùng phương hành giới thiệu đến. Bọn họ sở luyện được là vật gì? Dựa theo cách nói của thế hệ trước, lúc trước căn bản cũng không có người luyện võ như bọn họ. Nguyên nhân sớm nhất là bởi vì 80 năm trước thái tử cùng cháu trai tể tướng tranh một hoa khôi, sau đó còn có tướng quân tiền điện cùng trạng nguyên đương triều cũng đều tranh vị hoa khôi này, để cho triều đình cả ngày chính là tình tình ái ái, biên cương chiến loạn không ngừng, triều đình căn bản mặc kệ dân gian sống chết. Dưới tình huống như vậy, một nữ tù nhân dân gian vốn đã đẩy lên đoạn đầu đài đột nhiên đại náo pháp trường, sau khi mạnh mẽ bức đức xích sắc mang theo một tú tài thoát đi, nói cái gì xoay chuyển thời không chỉ nguyện không phụ một mảnh chân tâm. Tại thời điểm trời đi cảnh cáo mọi người ba tháng sau thiên hạ đại loạn, chỉ có tự bảo vệ mình mới được sống sót, liền để lại một thiên võ học. Kể từ lúc đó, mới chính thức có võ giả. Phương hành. Thế giới này liền không bình thường đám đại hán tiếp tục nói lưu lại thiên võ học này cơ hồ là người liền có thể luyện nhưng là luyện lời nói có cái nhu cầu phải ăn nhiều hơn ăn còn không phải bình thường nhiều người bình thường một bữa mấy lượng tiểu mễ nấu cháo ăn là đủ rồi nhưng sau khi luyện võ cho dù một nồi cũng không đủ ăn còn nhất định phải ăn thịt càng béo càng tốt luyện càng lâu ăn lại càng nhiều nhưng cái này võ học có cái thiếu hụt nếu là không cố gắng ăn thực lực sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chỉ có sau khi luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể hoàn toàn vững chắc lại. Nhưng đạt tới cái loại trình độ này, mỗi ngày ăn đồ vật chi tiêu quá lớn. Một con dê bảy tám mươi cân, ngay cả dây lưng nội tạng cũng đủ cho một người ăn một ngày, vẫn là loại chỉ ăn no bảy phần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ tình nguyện một ngày ba bữa, cũng không cần nhiều bạc. Nếu là muốn cấp tốc thành, Vậy thì trân quý dược liệu thịt ăn lương thực liều mạng ăn, có tiền liền có thể cấp tốc thành. Thậm chí ăn nhiều một chút vật đại bổ, cũng sẽ không lớn lên lưng hùng vai gấu như bọn họ. Nghe đến đó, Phương Hành cũng yên tâm gật đầu. Cũng may nơi này không phải là nơi phải luyện 7, 8 năm mới có thể thành công. Có thể học cấp tốc là tốt rồi. Tiếp theo, Phương Hành liền nhướng mày, hỏi Triệu tổng quản bên cạnh. Vậy nếu như vậy cũng đều có thể luyện võ? như thế nào trong phủ thị vệ cũng không luyện đâu. Triệu tổng quản nhìn thoáng qua bên cạnh, tiến lên nhỏ giọng nói. Vương gia, ngài không phải đã biết sao, này võ công luyện pháp là cái phạm nữ truyền xuống, chúng ta vương phủ không thể luyện. Ngay cả luyện võ trên mặt quan cũng không phải chuyện trên mặt bàn. Đừng nói hộ vệ vương phủ, ngay cả đại đầu binh cũng không cho luyện, đây là quy củ của triều đình. Vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến một tiếng cười lạnh đạo lý chó má gì chứ rõ ràng là có thể khai cương khuếch thổ tân thủ đại lễ bao kết quả ở chỗ này làm khinh bị xích triệu tổng quản vừa quay đầu lại vương phi đang chống nạnh mắng định ra quy củ này đều là thiểu năng trí tuệ đúng không phương hành nhìn vương phi tràn đầy tức giận bất động thanh sắc hỏi anh đến lúc nào anh nói có ý gì vương phi sửng sốt lúc này mới đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới nói một ít từ trước mắt cổ nhân nghe không hiểu bất quá nghe không hiểu cũng tốt vương phi hít sâu một hơi lại đổi thành bộ dáng ung dung nhỏ nhẹ nói vương gia thiếp thân cũng muốn tìm hiểu một chút về võ học không biết có thể dự thính không chuyện này phương hành cũng không ngăn cản trực tiếp gật đầu cũng muốn luyện võ thì luyện đi vương phủ lại không sợ có thêm một người ăn cơm kế tiếp các đại hán liền bắt đầu giảng giải bọn họ phương thức rèn luyện. Lần đầu luyện võ vận công trước phải thi châm, đâm vào mấy chỗ kinh mạch trọng yếu. Sau khi thi châm phải uống đủ nước trước, sau đó chính là dùng các loại phương pháp khiêu chiến cực hạn của thân thể hiện tại, thăm dò phương pháp rèn luyện cao nhất mà thân thể hiện tại có thể tiếp nhận. Sau đó bắt đầu tiến hành tập luyện cực hạn. Lúc này chính là ép ra khí lực cuối cùng của thân thể Lúc trước thi châm sẽ dần dần làm cho thức ăn trong dạ dày chuyển hóa thành khí lực, lúc nào cảm giác đói bụng, vậy phải nhanh chóng ăn. Nhất là lần đầu tiên luyện công, càng là có thể ăn bao nhiêu tốt liền ăn bấy nhiêu tốt. Triệu tổng quản bên này lập tức an bài nữ y hỗ trợ thi châm cho vương phi. Thuận tiện để cho phòng bếp trước đi trong kho vương phủ chọn hai cân nhân sâm hầm lên, sau đó hôm nay ăn an bài hai phần. Đồ ăn đều phải bổ nhiều có bổ nhiều có thể ăn một miếng liền chảy máu mũi là tốt nhất. Thế đấy. Phương Hành rốt cục liền bắt đầu tiếp xúc trong đời lần đầu tiên luyện võ. Mà Vương Phi ngay tại bên cạnh hắn, cũng đều cùng nhau bắt đầu cực hạn huấn luyện. Công chúa điện ảnh bị biến dạng cực độ, tiến vào máu chốt kịch bản. Thay đổi tương lai lựa chọn, kịch bản phát sinh cực độ lệch hướng, hiện tại kịch bản điểm tăng thêm một ngàn hiện tại thế giới tồn lưu thời gian lâm vào đến ngược. 6 giờ, 23 giờ, 59M, 59S đã ký hợp đồng rồi, các vị có thể yên tâm ăn, cầu phiếu đề cử cầu sưu tầm a. Hết chương này